Lợi kỳ mã hí lên quái dị, bạch quang trên người lần nữa điên cuồng phát ra, trên sống lưng lóe lên hiện ra hai cánh chim màu trắng rộng lớn lạ thường, vô số hoa văn phong vân màu trắng trên đó chấp động. Một lần nữa tốc độ tăng thêm gấp bội, so với tốc độ khuếch tán của vầng sáng màu vàng nhanh hơn một chút. Nhưng toàn bộ không gian tầng 7 bắt đầu sụp đổ, phía trước bắt đầu liên tục xuất hiện từng vết nứt không gian, làm lợi kỳ mã phải không ngừng né tránh, ảnh hưởng không nhỏ đến việc nó tiến lên, khiến cả hai cơ bản duy trì tốc độ bằng nhau tình huống chung quanh hỗn loạn, khúc lân và liễu tự tại không biết đi nơi nào. Tiếp tục như vậy không được, lợi kỳ mã đạo hiếu, ta thi triển không gian truyền tống thuật, chạy đến tầng thứ sáu trước. Hàn lập xoay người đứng trên lưng lợi kỳ mã, hai tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo lôi quang màu vàng từ trên người hắn bộc phát, khuếch tán ra, hình thành một cái lôi quang pháp trận, đem ba người đều bao phủ trong đó. Miệng hắn tụng niệm chú ngữ, lôi quang pháp trận nhanh chóng chuyển động, trên đó hiện ra càng nhiều trận văn lôi điện. Bởi vì lần này muốn truyền tống ba người, mà trong đó còn có lợi kỳ mã là tồn tại đại la, nên có thêm nhiều trở ngại hơn. Lợi kỳ mã vừa toàn lực chạy trốn, vừa nhìn về lôi quang pháp trận quanh người, cảm nhận được lôi điện lực và lực lượng không gian trong đó kết hợp xảo diệu, ánh mắt không khỏi sáng lên. Lôi quang màu vàng trói mắt hiện lên, lôi quang pháp trận rốt cuộc hoàn toàn thành hình, mà giờ khắc này vầng sáng màu vàng vẫn ở phía sau, chưa đuổi kịp ba người. Hàn lập nét mặt vui mừng, đang muốn thôi động lôi quang pháp trận truyền tống nhưng ngay lúc này không gian gần đấy phát ra một tiếng nổ long trời lở đất hoàn toàn sụp đổ thân thể ba người hàn lập trầm xuống trong nháy mắt rơi vào trong hư không loạn lưu vô tận vô số hư không loạn lưu tuôn đến trong đó còn kèm theo từng mảnh vỡ không gian lớn nhỏ dễ dàng phá hủy lôi quang pháp trận lôi quang pháp trận chỉ là trận pháp truyền thống chẳng có bao nhiêu lực phòng hộ hàn lập bị hư không loạn lưu xông đến lập tức không thể tự khống chế bản thân từ trên người lợi kỳ mã bay ra ngoài bị cuốn vào trong hư không loạn lưu vô tận. Ngay sau đó, lợi kỳ mã và giao tam cũng bị loạn lưu cuốn đi, thân ảnh mơ hồ dần, trong nháy mắt không biết tới nơi nào. Hàn lập chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bốn phương tám hướng liên tục có vô tận hư không loạn lưu cuốn tới, bên tai tràn ngập tiếng nổ ầm ầm, suy nghĩ trong lòng nhanh chóng xoay chuyển. Hư không loạn lưu nơi đây mạnh mẽ dị thường, lấy thực lực hắn bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng đứng vững thân thể, hơn nữa không gian nơi đây hoàn toàn vỡ vụn, trong hư không loạn lưu còn có không ít mảnh vỡ không gian lớn nhỏ. Chương 1130, chạy tìm đường sống. Hàn Lập khẽ quát một tiếng, trên thân nổi lên ngũ thải quang mang, xoay tròn tại chỗ một vòng. Một tiếng thanh minh vang lên, một con ngũ sắc thải phượng lớn trăm trượng nổi lên, chính là biến thân thiên phượng của Hàn Lập. Hắn vỗ cánh cẩn thận bay tới phía trước, những hư không loạn lưu kia, hắn vốn không để trong lòng, nhưng những mảnh vỡ không gian kia vô cùng sắc bén, tồn tại đại la cũng phi thường cố kỵ. Hắn vừa mới giao chiến với kỳ ma tử, thời gian pháp tắc chi lực trong thể nội đã hao hết nên không dám liều mạng. Vì vậy, hắn thôi động tiên phượng điều khiển thần thông không gian, cẩn thận tránh những mảnh vỡ không gian kia. Vào thời khắc này, một trận tiếng vàng ầm ầm từ phía sau truyền đến, rõ ràng là vầng sáng màu vàng kia lần nữa cuốn tới. Trong lòng Hàn Lập hoảng hốt, trên thân vội vã tỏa ra hắc quang trùng thiên. Biến thân thiên phượng bị vô tận hắc quang bao phủ, hóa thành hình thái thiên sát cự ma ba đầu sáu tay. So với trước đó, lần này biến thành cự ma có thân thể nhỏ hơn không ít. Ba đầu không phải là hệ chân linh sức mạnh chân long, cự viên như những lần trước mà biến thành thanh loan, lôi bằng, thiên phượng. Thân hình hắn khẽ động, bên ngoài thân hiện ra khí lưu màu xanh, lôi điện màu bạc, ngũ sắc thải quang, ba loại linh quang khác lạ đồng thời tỏa ra, phun về phía sau. Vèo một tiếng, cự ma hóa thành một đạo huyễn ảnh bắn tới phía trước, tốc độ nhanh kinh người, so với tốc độ phi độn cao nhất của lợi kỳ mã lúc trước còn nhanh hơn nhiều. Với phi độn toàn lực như thế, Hàn Lập chỉ có thể kiệt lực tránh né mảnh vỡ không gian phía trước, nhưng vẫn bị một ít mảnh vỡ không gian chém trúng. Ầm 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 tiếng vang không ngừng nổ tung, thỉnh thoảng có từng đạo máu tươi từ trên người hắn vẩy ra. Cũng may thân thể cự ma kiên cố vô cùng, lại có chân cực chi mô hộ thân nên Hàn Lập không bị thương tổn quá lớn. Bỏ chạy thục mạng như vậy, cuối cùng hắn kéo giãn khoảng cách ra với vầng sáng màu vàng, làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Vầng sáng màu vàng quay cuồng đuổi theo một trận, tốc độ bắt đầu giảm xuống, tựa hồ rốt cuộc hao hết lực lượng. Hàn lập thấy vậy, sắc mặt vui mừng, nhưng ngay lúc này, một tiếng vang một ngạt từ phía sau truyền đến. Vầng sáng màu vàng bỗng nhiên bạo liệt, hóa thành vô số sóng ánh sáng màu vàng mãnh liệt khuếch tán, tốc độ so với trước đó nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong nháy mắt Hàn lập bị sóng ánh sáng màu vàng đuổi kịp, cuốn vào bên trong. Trong lòng của hắn kinh hãi, bên ngoài thân đại phóng hắc quang, thiên sát chấn ngục công vận chuyển tới cực hạn, chân cực chi mô trong nháy mắt dày lên gấp bội, đồng thời mười mấy món tiên khí phòng ngự bắn ra, hóa thành tầng tầng quang mang bảo vệ toàn thân. Nhưng sau một khắc Hàn Lập ngạc nhiên phát hiện, sóng ánh sáng màu vàng lại không có bao nhiêu lực phá hoại, chỉ là mãnh liệt đẩy hắn về phía trước, cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Những mảnh vỡ không gian chung quanh cũng bị đẩy về phía trước, cho nên cũng không tạo thành thương tổn lớn đối với Hàn Lập. Sóng ánh sáng màu vàng đẩy hắn bay về phía trước một khoảng, rồi nhanh chóng tiêu tán thân hình hàn lập ghim một cái, ổn định thân hình, nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn tới phía trước, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng, trên thân chấp động linh quang ba màu, đang muốn điện xả về phía trước. Nhưng ngay sau đó, thân hình hắn ngừng một lát, ánh mắt quét qua nơi một nơi bên cạnh, hơi trần chờ một lát rồi lập tức bay qua. Mấy hơi thở sau, hàn lập đi vào một mảnh hư không loạn lưu. Trong hư không loạn lưu, một bóng người màu xanh lam gian nan dãy ruộa thình lình chính là lam nhan. Toàn thân nàng tràn đầy vết thương, một cánh tay trái bị cắt đứt đến sát vai, tóc tai tán loạn, sắc mặt trắng bệch, nhìn cực kỳ thê thảm. Mấu chốt nhất là linh quang hộ thể Lam Nhan đã phi thường ảm đạm, tựa hồ đã hao hết tiên linh lực, ngay cả tiến lên cơ hồ cũng không làm được, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự hư không loạn lưu chung quanh trùng kích. Vào thời khắc này, phía trước hư không loạn lưu ba động một cái, một mảnh vỡ không gian to bằng cánh cửa nhanh chóng bắn ra, bổ tới phía Lam Nhan. Lam Nhan biến sắc, lam quang trên thân miến cưỡng sáng lên tránh sang bên cạnh bất quá giờ phút này trạng thái nàng thực sự hỏng bét mặc dù vận toàn lực vẫn chỉ hơi lướt ngang bên cạnh một chút không thể tránh khỏi phạm vi công tích của mảnh vỡ không gian mắt thấy lam nhan sẽ bị mảnh vỡ không gian bổ chúng một đạo hắc quang nhanh chóng hiện lên thân ảnh lam nhan nhất thời biến mất không còn tâm tích mảnh vỡ không gian bay vụt qua chém hụt ngoài mấy trăm trượng không gian ba động một chỗ một bóng người màu đen nổi lên chính là biến thân cự ma do hàn lập biến thành trên một tay nắm lấy Lam Nhan. Ngươi là Hàn Đạo Hiếu, mặt mũi Lam Nhan tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn về phía Hàn Lập, trần chờ hỏi. Hàn Lập đạm mạc gật đầu, một thủ trưởng khác bấm niệm pháp quyết phung lên. Một đạo lục quang từ trong tay hắn bắn ra, dung nhập vào thể nội Lam Nhan. Trên thân Lam Nhan lập tức hiện ra một tầng lục mang, rất nhiều vết thương nhanh chóng khép lại, Lam Quang hộ thể sáng lên không ít. Sắc mặt nàng buông lỏng, từ trong tay cự ma bay ra, hạ xuống nàng lấy ra một viên đan dược phục dụng rồi vận công luyện hóa, sắc mặt tái nhợt khôi phục một chút. Đa tạ ân cứu mạng của Hàn Đạo Hữu sắc mặt Lam Nhan phức tạp nhìn Hàn Lập một chút, nhẹ nhàng nói ra. Tiện tay mà thôi, nếu ngươi đã khôi phục một chút, con đường tiếp theo phải dựa vào chính mình rồi. Hàn Lập nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó tiếp tục bay tới phía trước. Hắn không phải là người ý chí sắt đá, còn có mấy phần thưởng thức đối với Lam Nhan, thấy nàng sắp vẫn lạc, chính mình lại đang ở gần nên vẫn xuất thủ cứu giúp. Hơn nữa, lúc trước Hàn Lập bị tâm ma pháp tắc của Hắc Thiên Ma Tổ ảnh hưởng tâm trí, làm một ít việc mờ ám, giờ phút này lòng còn sợ hãi, vì không muốn tâm trí mình lần nữa chìm vào hắc ám nên cần làm một ít việc chính trực cho thỏa đáng. Bất quá để mang theo Lam Nhan đi cùng, hắn sẽ không làm, giúp nàng một chút đã đủ rồi. Lam Nhan nhìn về phía hướng Hàn Lập phi độn đi, hơi cắn răng, Lam Quang trên thân chấn động, chấn khai hư không loạn lưu chung quanh, cũng bay về phía nơi đó. Hàn Lập nhanh chóng phi độn về phía trước, mấy hơi thở sau đã đến trước một khu vực. Nơi này, hư không loạn lưu dị thường to lớn, lại có rất nhiều mảnh vỡ không gian xen lẫn trong đó. Tại đây, có một vết sách màu trắng to lớn dài mười mấy dặm trôi nổi. Từng khối mảnh vỡ không gian nơi đây chính là từ trong vết sách màu trắng bắn ra, xuyên thấu qua nó mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Trong lòng Hàn Lập vui mừng, hai tay bấm niệm pháp quyết, trên ma thân nổi lên hắc quang như mực, bao trùm thân thể của hắn hắc khí kịch liệt quay cuồng, càng có trận trận tiếng thét và tiếng nổ gân cốt đùng đoàn truyền ra, nhưng rất nhanh liền bình ổn lại. Hắc khí quay cuồng lần nữa dung nhập vào thể nội hắn, hiện ra thân thể của hắn. Biến thân cự ma của Hàn Lập lại lần nữa biến đổi, ba cái đầu đã hóa thành chân long, cự viên, côn bằng, thân thể so với trước đó tráng kiện hùng hồn gấp mấy phần, những vết thương nhẹ trước đó đều khép lại biến mất. Trên ma thân đồng thời nổi lên hơn 900 quang mang huyền khiếu, hòa lẫn cùng hắc quang ma khí. Âm một tiếng, một cỗ ba động lực lượng khổng lồ từ trên người ma thân bộc phát ra, khiến cho hư không loạn lưu phụ cận kịch liệt dung chuyển, thậm chí tạo ra một mảng lớn chống trải. Cự ma không lập tức bay về phía vết nứt màu trắng bởi vì phụ cận vết rách mảnh vỡ không gian thực sự quá nhiều. Hắc quang trên người hắn bỗng nhiên đại thịnh, trên sáu nắm đấm đều tỏa ra hắc quang nồng đậm. Khi ba cái đầu cự ma đồng loạt gầm lên một tiếng, sáu nắm đấm hóa thành vô số quyền ảnh điên cuồng công kích tới vết rách màu trắng, đánh vào các mảnh vỡ không gian phía trên nó tiếng nổ lớn vang lên từng đạo quyền ảnh màu đen nện lên mảnh vỡ không gian lập tức từng đoàn từng đoàn vầng sáng màu đen kịch liệt quay cuồng rồi vỡ ra phát ra thanh âm như tiếng sấm những mảnh vỡ không gian kia lập tức rung chuyển bị đánh bay ra hai bên hàn lập thấy cảnh này trên mặt vui mừng nhìn thấy hắc thiên ma tổ sử dụng ma khí vô cùng tinh diệu hắn cũng bắt đầu học cách điều khiển ma khí tinh tế đây là hắn tham khảo tình huống lĩnh vực màu vàng tự bạo lúc trước sử dụng thủ đoạn nhỏ điều khiển ma khí trong quyền ảnh nhìn thì hiệu quả không tệ hàn lập chậm rãi bay tới phía trước đồng thời sáu nắm đấm tiếp tục oanh kích ra mảnh vỡ không gian phụ cận vết nứt màu trắng không ngừng bị đánh bay rất nhanh hắn đã tới trước vết rách màu trắng sáu nắm đấm hàn lập lần nữa đại phóng hắc quang khép lại cùng một chỗ sau đó đồng thời oanh kích ra bùm một tiếng một đoàn quyền ảnh màu đen lớn bằng gian phòng từ tay bắn ra đánh vào vết rách màu trắng âm một tiếng vang thật lớn quyền ảnh màu đen to lớn nổ tung ra hóa thành một vầng sáng màu đen to lớn cuồn cuộn khuếch tán quét sạch mảnh vỡ không gian gần vết rách màu trắng sau đó cự ma hét lớn một tiếng đồng thời sáu nắm đấm lần nữa đánh tới như điện đánh vào trên vết rách dài màu trắng lại một tiếng ầm ầm vang lên vết rách dài màu trắng rung động kịch liệt chỗ bị nắm đấm công kích sắc một tiếng vỡ vụn ra một lỗ thủng chừng vài trượng sắc mặt hàn lập đại hỉ trong tay bấm niệm pháp quyết thân thể cự ma lóe lên thu nhỏ lại như người thường từ trong lỗ thủng bay vụt ra ngoài Bên ngoài lỗ thủng là một hẻm núi bao la, trong cốc sương mù cuồn cuộn, bầu trời âm trầm u ám, chính là nơi tuế nguyệt tháp. Mà tòa tuế nguyệt tháp cao vút trong mây giờ phút này vẫn đang sừng sững phía sau hắn, tuy nhiên tầng thứ bảy cao nhất đã bạo liệt sụp đổ, hóa thành một mảnh vô cùng hỗn loạn, không gian phong bạo phảng phất như vòi rồng quay cuồng. Các tu sĩ của các đại thế lực tập trung gần tuế nguyệt tháp giờ phút này đã không còn bóng dáng, chỉ có mấy người thoát khốn ra còn quanh quẩn phụ cận, nhưng không có tới gần tuế nguyệt tháp, tựa hồ e ngại tình huống nơi đây, nên đứng quan sát từ đằng xa. Hàn Lập thấy rõ tình huống chung quanh, trong lòng có chút buông lỏng. Nhưng lập tức, đuôi lông mày hắn đột nhiên động một cái, quay người nhìn lại phía sau. Chỉ thấy sau lưng cách hơn 10 trượng có một lỗ thủng lớn lơ lửng, bên trong có vô số hư không loạn lưu quay cuồng. Tiếp theo vèo một tiếng, một bóng người màu xanh lam từ đó bắn ra nhanh như điện, rơi xuống gần Hàn Lập, chính là Lam Nhan. Trên người nàng lại có thêm mấy vết thương, Lam Quang bên ngoài thân cũng ảm đạm không ít, vừa hạ xuống liền há lớn miệng thở dốc không thôi. Nàng lật tay lấy ra hai tấm phù lục màu lam, bấm niệm pháp quyết một chút hóa thành hai đoàn lam quang dung nhập vào thể nội, lập tức ngừng thở dốc, khí sắc cũng khôi phục không ít. Vừa rồi còn chưa kịp cảm tạ, Đa Tạ Hàn Đạo Hữu không để ý hiềm khích lúc trước, xuất thủ cứu giúp, tiểu nữ ngày sau sẽ tìm cách báo đáp. Lam nhàn nhìn Hàn Lập, sắc mặt trịnh trọng nói, "Việc nhỏ thôi, Lam Đạo Hữu không cần để ở trong lòng." Hàn Lập từ tốn nói, đồng thời trong tay bấm niệm pháp quyết bên ngoài thân chấp động hắc quang, giải trừ biến thân ba đầu sáu tay, khôi phục hình người. Đối với hàn đạo hữu có thể là việc nhỏ, bất quá đối với ta lại là đại ân cứu mạng. Lam nhàn lắc đầu, nói như thế, tùy ngươi vậy, hàn lập cũng không nói nữa, lật tay lấy ra một viên đan dược ăn vào, nhìn lại chung quanh, tìm kiếm thân ảnh đám người giao tam. Lam nhàn nhìn chầm chầm hàn lập một chút, sau đó phi thân hạ xuống hẻm núi nơi xa, nhắm mắt vận chuyển công pháp khôi phục. Hàn lập không để ý đến Lam nhàn, thần thức khuếch tán tìm kiếm chung quanh, lông mày hơi nhân lại. Hắn không phát hiện được mảy may khí thức của đám người giao tam, liễu tự tại. chương 1131, hy sinh và bảo toàn. Với thực lực bọn họ, có lẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn trong đó. Hàn Lập suy đoán như vậy nói, đúng thời khắc này, hư không gần tuế nguyệt tháp phát ra tiếng ù ù, một lỗ thủng không gian lớn hiện ra. Ba bóng người từ trong lao nhanh như chớp ra ngoài, chính là ba người giao tam, lợi kỳ mã, khúc lân ba người trông có vẻ chật vật hiển nhiên đều bị thương không nhẹ nhất là giao tam nửa người đẫm máu nhưng may mắn đều không nguy hiểm tính mạng hàn đạo hữu ngươi không sao là tốt rồi vừa rồi chúng ta thất lạc ngươi ta còn lo ngươi sẽ xảy ra chuyện bây giờ xem ra là dư thừa giao tam nhìn thấy hàn lập trên mặt vui mừng thở phào nói đa tạ giao tam đạo hữu quan tâm tại hạ cũng chỉ may mắn chạy thoát thôi mọi người đều tức sơ qua đi nơi đây không phải nơi nên ở lâu Hàn Lập gật đầu nhẹ với Giao Tam, rồi đáp lại. Lợi Kỳ Mã và Khúc Lân thấy Hàn Lập không việc gì, sắc mặt cũng buông lỏng. Lúc này mỗi người đều ngồi xếp bằng, mau chóng ổn định thương thế. Kim Nguyên Sơn Mạch, Thung Lũng Thanh Ti, lúc trạng vạng tối, tại một thôn xóm xưa cũ thấp thoáng trong núi rừng xanh ngát, mọi nhà đều đang bận bịu làm bữa cơm cuối ngày, khói bếp lượn lờ bay lên từ ống khói trên những thôn phòng thấp bé. Trường Tôn đang ngồi cùng mấy ông bạn già quen biết bên cái bàn thấp trước cửa nhà mấy lão uống rượu đục của nhà nông tự nấu chờ lão bà trong phòng mang đổ nhắm ra bàn chỉ nghe một tiếng nổ ầm thật lớn toàn bộ thung lũng thanh ti rộng lớn đều chấn động mạnh lão trưởng thôn cạnh bàn rượu cũng giật mình theo rượu trong mấy chén sứt mẻ trên bàn cũng bị vương vãi ra rất nhiều ai ra cái thứ này còn làm ầm ĩ bao lâu đây có để cho người ta sống hay không lão trưởng thôn vội vàng đỡ lấy bầu rượu và chén rượu phàn nàn mấy thần tiên này bay tới bay lui không chỉ tự làm khổ bản thân mình sao còn nhất định phải đến đây làm khổ chúng ta đây rốt cuộc là làm cái gì một lão hán ngăm đen ngồi đối diện lão cũng không nhịn được nói ra lão thúc nghe nói thung lũng thanh ti bên kia xuất hiện bảo bối gì đó lúc trước rất nhiều lộ thần tiên đã tới về sau lại không thấy nữa những người còn lại liền phong ấn nơi đó hiện tại không ai có thể đi qua một hán tử trung niên ít tuổi hơn chút nói quản bọn họ làm gì không hỏng nguồn suối của chúng ta là được lão trưởng thôn lo lắng nói ra khi mấy người đang nói chuyện những tiếng nổ vang ầm ầm thật lớn lại truyền đến mấy lão nào biết được sự yên tĩnh ngắn ngủi khi đó là những giây phút cuối cùng của bọn họ trong bạch thủ cốc tiếng nổ lớn thỉnh thoảng lại vang lên đại địa chấn cũng càng ngày càng tới tấp sâu trong thung lũng hai khối nham thạch to lớn dựng thành hình chữ nhân gen được bao quanh bởi rất nhiều tu sĩ mang sắc phục thông thiên kiếm phái giờ phút này thần sắc trên khuôn mặt tất cả đều căng thẳng mọi đôi mắt đều nhìn chằm chặp vào vị trí hai khối nham thạch kia, không chút buông lỏng. Đúng lúc này, ở vị trí đó bỗng có những gợn sóng sáng bạc nhộn nhạo, năm sáu bóng người từ đó hiện lên. Mọi người đang vây chung quanh nhìn khuôn mặt những người kia, thần sắc lập tức buông lỏng, ôm quyền hành lễ nói cung nghênh lão tổ bình yên trở về. Đám người xuất hiện bên trong gợn sóng sáng bạc không phải ai khác, chính là đám người lôi ngọc sách. Sắc mặt đạo giận chân nhân vẫn hơi tái nhợt, thần sắc lo lắng, thêm nữa đám người lôi ngọc sách cũng đều mang sắc mặt khó coi những người chờ đợi ở đây liền biết sự tình không ổn trần xuyên việc lúc trước giao cho ngươi thế nào ánh mắt đạo giận chân nhân lướt qua bốn phía hỏi hồi bẩm sư tôn dựa theo phân phó của người hơn nửa tháng trước đã bố trí thỏa đáng đồ nhi kiểm tra thực tế hai lần tuyệt đối không sai sót một nam tử cao gầy để để râu dài màu đen vượt qua đám người ôm quyền trả lời đem lòng nhà thực cho ta các ngươi có thể rút lui đạo giận chân nhân nhíu chặt lông mày nói. Lông mày Trần Xuyên hơi nhăn lại, còn muốn hỏi nhưng lại không dám làm trái sư mệnh, đành lật bàn tay, lấy ra một khối ngọc quyết màu máu hình bán nguyệt, hai tay dâng lên đạo giận chân nhân. Sư tôn, người thụ thương quá nặng, việc này giao đổ nhi làm đi. Sắc mặt lôi ngọc sách ngưng trọng, nói ra, lôi huynh, phải dùng vật đấy thật sao? Trần Xuyên nhìn về phía lôi ngọc sách, ôm quyền hỏi. Kế hoạch chu ma thất bại, thần đăng cũng không thể thu về, tuế nguyệt tháp đã thất thủ, lại kéo theo. Đám tù phạm phong cấm bên trong nếu thoát khỏi bí cảnh, đến lúc đó toàn bộ kim nguyên tiên vực chỉ sợ đều sẽ trải qua một phen hảo kiếp. Lôi ngọc sách trầm giọng đáp, kích phát long nha chu diệt trận nhất định phải có người ở trong trận thúc dục một khi đại trận mở ra, sau người hơi thở bắt đầu nổ dây chuyền. Tuy nói uy lực chủ yếu giải phóng vào trong bí cảnh, nhưng dư lực cũng sẽ hủy diệt ngàn vạn dặm núi sông xung quanh, gần nửa kim nguyên sơn mạch chắc chắn chôn cùng. Với tình trạng của người bây giờ, có nắm chắc bình yên chạy ra không? Đạo giận chân nhân nhíu mày hỏi, sư tôn chớ coi thường đồ nhi, khả năng tự bảo vệ vẫn còn, mọi người rời đi trước đi. Lôi ngọc sách khẽ cười, nói xong, ánh mắt quay nhìn tô an thiến. Đạo giận tiền bối, ngoại trừ phương pháp này, chẳng lẽ không còn biện pháp khác sao? Thiên thủy tông chúng ta và thông thiên kiếm phái của mọi người, tông môn căn bản đều nằm trong kim nguyên sơn mạch, như vậy nhất định bị liên lụy. Huống hồ trong khu vực rộng lớn thế này, ngàn vạn sinh linh nên làm thế nào? bọn họ chẳng phải bỗng dưng gặp phải tai bay vạ gió. Tô An Thiến nhân mày, không nhịn được hỏi, lời nàng vừa nói ra, đám người quanh Trần Xuyên cũng đều trầm mặc lại, hiển nhiên đều có nghi vấn này. Đạo giận chân nhân nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ do dự, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng nói ra, các người có điều không biết, chúng ta bây giờ đâm lao phải theo lao, không thể không làm. Thôi, hay là để ta giải thích đi, Long Nha Chu Diệt trận này chính là theo yêu cầu bố trí từ thiên đình, không phải từ Kim Nguyên Tiên Cung, mà là ý chỉ trực tiếp của thiên đình bọn họ yêu cầu chúng ta trực tiếp phá hủy toàn bộ bí cảnh vì muốn bảo toàn kim nguyên sơn mạch chúng ta mới mạo hiểm tiến vào bí cảnh chu diệt hắc thiên ma tổ lấy lại tuế nguyệt thần đăng lôi ngọc sách tiếp lời nói ra tô an thiến nghe lời nói này thần sắc không kìm được hơi đổi nàng cũng biết rõ sức nặng từ mệnh lệnh thiên đình vốn chỉ cần kế hoạch thành công chúng ta có thể dùng tuế nguyệt thần đăng hỗ trợ Trấn áp từ từ quần ma trong tuế nguyệt tháp đáng tiếc thất bại hiện tại không thể không sử dụng long nha chu diệt trận lôi ngọc sách tiếp tục nói một khi để yêu ma bị phong cấm trong tháp thoát ra thiên đình tất nhiên sẽ tự mình can dự đến lúc đó không phải chỉ đơn giản là chu sát yêu ma nữa thông thiên kiếm phái chúng ta sợ khó tự vệ thiên thủy tông chỉ sợ cũng phải bị truy cứu trách nhiệm dưới tình huống như vậy một chút hy sinh là không thể tránh được đạo giận chân nhân thở dài nói ra lão vừa dứt lời toàn bộ sơn cốc lại truyền tới một tiếng nổ vang đại địa chấn động so khi trước càng thêm mãnh liệt. Nguy rồi, Tuế Nguyệt Tháp có lẽ không chịu đựng nổi, nhất định phải lập tức hành động, không được làm chế nải. Đạo Giận chân nhân biến sắc nói ra, "Khẩn cầu sư tôn mang mọi người rời đi, việc mở trận giao cho Đồ Nhi." Lôi Ngọc Sách ôm quyền nói, "Được, việc này giao cho ngươi, phải chắc chắn bình yên trở về." Đạo Giận chân nhân thấy gã thần sắc kiên định, không do dự nữa, nói ra. "Dứt lời, lão đưa khối ngọc quyết hình bán nguyệt kia cho Lôi Ngọc Sách." lôi ngọc sách cầm vào tay xoa nhẹ bí văn phức tạp trên đó nhận thấy một cảm giác ấm áp truyền ra quang mang trong đôi mắt quang mang hơi sáng lên lại gật đầu nhẹ người bảo trọng một chút sắp đến lúc chia tay tô an thiến khẽ quay đầu nhìn lôi ngọc sách nói lôi ngọc sách lộ sự vui vẻ lại gật đầu một cái sau đó đạo giận chân nhân mang theo những người còn lại rút khỏi bạch thủ cốc bay thẳng một đường rời đi Ánh mắt Tô An Tiến thoáng liếc qua thung lũng thanh ti có tiểu sơn thôn được bao phủ trong khói bếp cảnh chiều hôm, trong lòng khẽ thở dài. Đợi đám người phía sau rời đi, lôi ngọc sách phi thân lên, lơ lửng giữa bầu trời, chắp tay trước ngực, nắm long nha thược trong tay, miệng vang lên từng thanh âm ngâm tụng. Theo mỗi âm thanh ngâm tụng của gã, toàn bộ bạch thủ cốc bắt đầu rung động, từng cây cột đá hình bán nguyệt cứng rắn bắt đầu đâm ra từ mặt đất, vách núi, không ngừng vươn lên phá vỡ mọi nơi trong cốc. Chỉ sau chốc lát, Toàn bộ sơn cốc giống như mọc ra vô số xương nhọn, hiện lên mấy trăm cây cột đá màu đen. Trên những trụ đá này, khắc rõ từng vòng phù văn cổ quái dày đặc, màu sắc đỏ sậm, bên trong ẩn chứa cảm giác nóng ran khó nói cùng lớp lớp linh lực ba động không thể đè nén. Tay lôi ngọc sách cầm ngọc quyết, cảm nhận khí thức bốn phía truyền đến, không khỏi cảm thấy có chút đắng miệng, khô lưỡi. Thế nhưng thời gian gấp gáp không cho gã suy nghĩ tiếc, đành phải quyết tâm liều mạng, hai tay biến đổi pháp quyết, ném cái long nha thực kia ra ngoài. Long nha thược người sáng quang mang đỏ tươi như máu, bay lên cao, cong cong như trăng tàn màu máu treo trên thung lũng. Vầng trăng máu lóe lên, lấp lánh từng tầng hào quang, từng vòng phù văn trên cột đá phía cũng theo hào quang chấp động, chợt sáng chợt tối. Khai, miệng lôi ngọc sách ngâm tụng một hồi, hai tay tách ra, hô to một tiếng. Một tiếng này ra lệnh vừa hô, vầng trăng tàn màu máu cong cong kia lập tức rực sáng huyết quang, đột nhiên lóe lên, trực tiếp vỡ nát thành vô số huyết sắc tinh quang tản ra, rơi xuống các cột đá trong cốc. Chỉ thấy những tinh quang này chiếu xuống cột đá, phù văn thân cột liền nhận lấy rồi phát sáng lên. 10, 9, 8, lôi ngọc sách lấy hô hấp của mình nhẩm đếm, thân hình gã bay bắn lên, gấp gáp lướt ra phía ngoài sân cốc. Theo sát phía sau, trong cốc cũng có một độn quang, chọn một phương hướng khác lao nhanh đi. Trong quang mang, rõ ràng là Hùng Sơn khống chế thanh trường kiếm màu vàng kia, tốc độ nhanh không kém lôi ngọc sách chút nào. 4, 3, 1, ầm một tiếng nổ kinh thiên vang lên, trong thung lũng thanh ti, hồng quang ngút trời, vô số cột sáng hình răng sói từ dưới mặt đất liên tục phóng lên trời. Cả vùng đất trong phạm vi ngàn dặm chấn động ầm ầm, như thể địa như chuyển mình, toàn bộ bị nhấc lên. Ngay sau đó, mặt đất nhấc lên bị một tầng hào quang màu đỏ quét qua, tất cả núi rừng cây cỏ hoàn toàn biến thành bột mịn trong nháy mắt. Thậm chí hào quang đỏ còn chưa tới gần, toàn bộ thôn dân dư lương thôn đã bị cuồng phong thổi tới xé nát, hết thảy công trình liên quan, dấu tích tồn tại của thôn đều bị xóa đi trong nháy mắt. Hầu như gần nửa kim nguyên sơn mạch đều bắt đầu sụp đổ trong từng tiếng nổ. Thành quách, thôn chấn, tiên gia, tông môn xây dựng trên đó đều sụp đổ, tử thương không đếm được. chương 1132, thù lao khác. Phụ cận tuế nguyệt tháp, nghỉ ngơi một lát, sắc mặt hai người lợi kỳ mã và khúc lân hòa hoãn hơn không ít. Hàn đạo hiểu, chuyện trước người yêu cầu ta hỗ trợ, ta đã giúp người hoàn thành, bản mệnh nguyên bài cũng nên đưa ta đi. Khúc Lân đứng dậy, hướng về phía Hàn Lập nói: Điều này hiển nhiên. Hàn Lập nói: Lật tay lấy ra bản mệnh nguyên bài Khúc Lân, ném cho gã. Hàn Đạo Hiếu, còn của ta đâu? Dựa theo ước định, bản mệnh nguyên bài của ta hẳn cũng phải đưa ta a. À. Lợi Kỳ Mã thấy Hàn Lập chỉ đưa bản mệnh nguyên bài Khúc Lân, không lấy cho y. Thần sắc lập tức có chút không dễ nhìn. Lợi Kỳ Mã Đạo Hiếu, lúc trước ngươi đã nói ta thu hồi bản mệnh nguyên bài cho ngươi, ngươi sẽ trả thù lao cho ta. Các hạ không phải là quên chứ? Hàn lập lấy ra bản mệnh nguyên bài lợi kỳ mã nhưng không đưa cho y mà vuốt ve nó trong tay. Ngươi không nói, ta xém chút quên mất. Lại nói, ngươi thật sự không chịu ăn thiệt thòi a? À. Tuy nhiên, thế cũng tốt, bụng giả thẳng thắn, miễn lòng vòng uốn lượn. Lợi kỳ mã cười nói, há miệng phun một cái, một đạo bạch quang từ trong miệng y bay ra, rơi trước người y. Đó là một cây đại kỳ màu trắng, trên lá cờ khắc đầy đồ án phong vân, tản mát ra ba động phong chi pháp tắc cực kỳ mãnh liệt. Dù bảo vật này chưa thôi động thì lấy cờ lớn màu trắng này làm trung tâm, khí lưu xung quanh mấy trăm dặm đã bắt đầu cuồn cuộn di chuyển, mơ hồ hình thành một vòng xoáy khí lưu to lớn vô cùng. Tây tạo phong kỳ này là một kiện tiên khí, năm đó ta tỉ mỉ luyện chế ra, đã đạt tới cấp ngũ phẩm, có thể dùng tăng tốc phi hành, có thêm công hiệu vây khốn người, là một kiện thiết thân trọng bảo của ta. Bây giờ ta tặng cho Hàn Đạo Hiếu, xem như trả thù lao thu hồi bản mệnh nguyên bài cho ta. Lợi kỳ mã nhìn cờ lớn màu trắng, trong mắt lóe lên một tia không nỡ bỏ nhưng vẫn đưa tới trước người Hàn Lập. Cờ này xác thực bất phàm nhưng muốn phát huy uy năng của nó, nhất định phải có phong chi pháp tắc mới được. Hàn Mỗ không tu luyện phong chi pháp tắc, cho nên có được cũng vô dụng, xin lợi kỳ mã đạo hữu thu hồi lại. Về phần chuyện thù lao, Hàn Mỗ muốn đổi thành những vật khác. Hàn Lập nhìn cờ lớn màu trắng, phất tay phát ra một vệt kim quang, đưa đại kỳ lại trước người lợi kỳ mã, nói ra: "Cái này, Hàn đạo hữu muốn vật gì trên người ta?" Lợi kỳ mã khẽ giật mình, sau đó hỏi. Hàn mỗ không cần chân bảo trên người lợi kỳ mã đạo hữu chỉ cần lợi kỳ mã đạo hữu đáp ứng ta một điều kiện. Hàn lập cười nhạt nói, điều kiện gì, lợi kỳ mã truy vấn, ta thấy lợi kỳ mã đạo hữu thân phụ chân linh huyết mạch, chính là chân linh nhất tộc. Chắc hẳn các hạ đã nghe nói hai loại chân linh là bá hạ, trụ yếm A. Hàn lập chuyển thành truyền âm, hỏi, có biết một chút, chúng là chân linh cường đại cực kỳ hiếm thấy đấy, hàn đạo hữu đề cập đến chúng làm gì. Lợi Kỳ Mã có chút kỳ quái hỏi, Hàn Mỗ muốn nhờ Lợi Kỳ Mã đạo hữu giúp ta tìm một phần tinh huyết chân linh đó, coi như là thù lao cho ta. Hàn Lập nói như thế, trong cơ thể hắn, chân linh huyết mạch đã có 10 loại, còn thiếu hai loại cuối cùng là có thể viên mãn, mà hai loại chân linh huyết mạch bị thiếu chính là bá hạ và chu yếm. Chỉ là bây giờ hắn bị các thế lực thiên đình truy sát, không rảnh rỗi đi tìm hai loại tinh huyết chân linh này, Lợi Kỳ Mã thân phụ chân linh huyết mạch, nhờ y đi tìm kiếm sẽ tốt hơn. Hàn Đạo Hữu nói nghe thật nhẹ nhàng. Hai loại chân linh này cơ hồ đã tuyệt tích tại chân tiên giới. Người nói ta đi đâu tìm đây? Hơn nữa, cho dù tìm ra, chỉ sợ cũng không dễ lấy được huyết mạch của chúng. Lại nói, Bá Hạ và Chu Yếm đều là chân linh cực kỳ cường đại, muốn rút ra huyết mạch chi lực của chúng, nói nghe thì dễ a? À. Lợi Kỳ Mã trầm giọng truyền âm nói, ta cũng biết hai loại chân linh huyết mạch chi lực khó tìm. Lợi Kỳ Mã Đạo Hữu hết sức tìm kiếm giúp ta là được, nếu có gì khó xử tùy thời có thể liên lạc ta hỗ trợ. Hàn Lập lấy ra một cái trận bàn đưa tin và bản mệnh nguyên bài đang ở trong tay cùng đưa tới. Ánh mắt lợi kỳ mã khẽ động, nhận lấy trận bàn đưa tin và bản mệnh nguyên bài. Người cứ như vậy đưa bản mệnh nguyên bài cho ta, không sợ ta cầm đi luôn à. Y dơ bản mệnh nguyên bài trong tay lên, nói ra. Hàn mỗ tự nhận còn có mấy phần bản sự nhìn người. Mặc dù ta và lợi kỳ mã đạo hữu kết giao không lâu nhưng cũng nhìn ra được các hạ tuyệt không phải người nói không giữ lời. Hàn Lập cười nhạt nói ra, việc tìm kiếm hai phần tinh huyết chân linh còn lại cũng không phải là việc quá quan trọng, dù lợi kỳ mã không thực hiện lời hứa, với hắn cũng không có gì ghê gớm, cùng lắm thì chính mình treo giải thưởng trong luân hồi điện, từ từ tìm kiếm. Hàn đạo hữu tín nhiệm ta như vậy, rất hợp khẩu vì ta. Được rồi, ta sẽ tận lực đi tìm. Trong mắt lợi kỳ mã lóe lên tinh quang, thu trận bàn đưa tin, bản mệnh nguyên bài và cả tạo phong kỳ vào, rồi nói ra. Giao tam nhìn Hàn Lập và lợi kỳ mã nói chuyện, đôi mắt đẹp lóe lên, nhưng thức thời không xen vào. Vào thời khắc này, có một tiếng ầm vang truyền đến, hư không phụ cận lần nữa vỡ vụn mở ra. Hai đạo nhân ảnh từ bên trong bắn ra, chính là hai người liếu tự tại, Hồ Tam. Hai người bị thu thương nặng nhẹ khác nhau, bất quá nhìn không đáng lo. Thấy bọn hàn lập, bọn họ lập tức bay tới. Liếu tiền bối, liếu đạo hiếu, các người đều bình an đi ra. Giao Tam mừng rỡ nói ra, Giao Tam còn chưa dứt lời, đột biến lại xảy ra một trận tiếng vang ù ù đột nhiên từ phía trước chuyển đến tuế nguyệt tháp tầng thứ sáu thình lình ầm vang sụp đổ một cỗ không gian phong bạo từ đó bộc phát ra khuếch tán ra bốn phương tám hướng cuốn bọn người hàn lập bay ra ngoài không chỉ như vậy trong không gian phong bạo sen lẫn từng vết nứt không gian cắt chém từ phía đám người vội vàng lách mình tránh né nhưng số lượng vết nứt không gian không ít mà lại quá mức đột ngột nên hồ tam bị một vết rách không gian xẹt qua cánh tay phải cánh tay của gã lập tức xoẹt một tiếng bị cắt đứt vỡ ra hóa thành máu tươi đầy trời. Những người khác thấy cảnh này, vội vàng nhanh chóng lùi lại. Lam Nhan đang tu luyện trong hẻm núi ở phía xa bừng tỉnh, vội vàng bay vụt tới phía đám người, đồng loạt bỏ chạy về nơi xa. Việc Lam nhàn xuất hiện cũng không khiến những người khác quá kinh ngạc. Cũng may không gian phong bạo không tác động quá xa, ngược lại bắt đầu thu liễm nên không có người nào bị thương nữa. Không chờ bọn họ nói cái gì, trong tuế nguyệt tháp lần nữa chuyển đến một tiếng vang thật lớn, tầng thứ năm cũng ẩm vang bạo liệt sau đó là tầng thứ tư, tầng thứ ba, tầng thứ hai, thậm chí tầng thứ nhất cũng liên tiếp ẩm vang nổ tung. Cả tòa tuế nguyệt tháp biến mất không còn tâm tích, chỉ để lại một mảnh không gian phong bạo bạo liệt, điên cuồng cắt chém thôn vệ hết thảy chung quanh. Mảnh không gian phong bạo này ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Từng luồng từng luồng lực lượng không gian cường đại dị thường ở trong đó quay cuồng, vượt xa hư không loạn lưu mà Hàn Lập đã trải qua trước đó. Thậm chí, Hàn Lập cảm thấy dù cho trong tình huống mà mình vẫn còn thời gian pháp tắc chi lực, tiên linh lực cũng toàn thịnh, nếu bị cuốn vào mảnh không gian loạn lưu này, kết cục cũng sẽ thập tử vô sinh. Cả vùng không gian nơi đây cũng bị cỗ không gian phong bạo kinh khủng này dung chuyển, kịch liệt lắc lư, mặt đất càng đất rung núi chuyển. Thật là lực lượng không gian khủng khiếp, may là chúng ta kịp thời trốn thoát, nếu không thật sẽ chết không có chỗ chôn Khúc lân sợ hãi nói, mặc dù nhục thể của gã cực kỳ cường đại nhưng cũng ngăn cản không nổi cỗ không gian loạn lưu chi lực này. Các tầng trong tuế nguyệt tháp mở ra không gian độc lập, cả tòa tuế nguyệt tháp được xưng là một kiện không gian tiên khí, mà phẩm cấp cực cao. Lần này nó tự bạo, uy lực tự nhiên không thể coi thường. Liễu tự tại nói ra, thạch đạo hữu còn ở bên trong, lão bị tàn hồn văn thái tuế thi triển linh vực thiên nhân cảnh bao lại tự bạo, hiện tại lại bị cuốn vào trong không gian phong bạo đáng sợ như thế, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lợi kỳ mã nhìn phong bạo phía trước, thở dài nói ra. Linh vực thiên nhân cảnh tự bạo, uy năng không thể coi thường, đủ uy hiếp bất luận tồn tại đại la nào, huống chi tàn hồn văn thái tuế thi triển lại là thời gian linh vực thạch đạo hữu vừa mới thoát khốn không lâu thực lực hẳn là chưa triệt để khôi phục sợ là đã liễu tự tại cũng thở dài giao tam nghe vậy đôi mi thanh tú nhẹ trao lại trong mắt hiện lên vẻ lo nghĩ hừ lão già điên kia chết thì càng tốt mỗi lần thấy hắn đều là suối quẩy a à. khúc lân hừ một tiếng nói ra người tiểu côn trùng này người nói kẻ nào chết càng tốt mới một đoạn thời gian không đánh ngươi ra lại ngứa sao một thanh âm đột ngột vang lên trong tai mọi người nghe thanh âm chính là hắc thiên ma tổ toàn thân khúc lân lắc một cái ánh mắt hốt hoảng nhìn lại chung quanh sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh vào thời khắc này trên thân mọi người tại đây đều bay ra một luồng hắc quang hội tụ lại một chỗ tất cả bọn người hàn lập đều kinh hãi vội vàng tự mình thi pháp dò xét thể nội nhưng không phát hiện bất luận cái gì không ổn những người quan sát từ nơi xa cũng giống như vậy từ cơ thể bay ra một luồng hắc quang, hội tụ lại phía bên này. Tất cả hắc quang hòa làm một thể, hóa thành một bóng người màu đen, chính là hắc thiên ma tổ. Khúc lân thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đứng ngẩn ở nơi đó, không dám cử động. Thạch đạo hiếu, tâm ma pháp tắc của ngươi đã tu luyện đến cảnh giới huyễn ma tùy tâm, nghe đồn tu luyện tâm ma pháp tắc tới cảnh giới này, có thể bất tử bất diệt. Cho dù bị chém giết nhục thân và thần hồn, cũng có thể tùy thời ở trong tâm ma của những người khác trùng sinh, căn bản không thể nào bị giết chết. Liễu tự tại lộ vẻ không thể tin được, nói ra. Hắc hắc, đó là đương nhiên, mặc dù tên văn thái tuế kia chấn áp ta nhiều năm như vậy, bất quá cũng làm tâm ma pháp tắc của ta tiến thêm một bước. Hắc thiên ma tổ đắc y nói, thạch tiền bối thần thông vô lược, chúng ta thực sự khâm phục vạn phần. Mấy người giao tam cũng nói lấy lòng, Hắc thiên ma tổ được đám người tán dương, không khỏi cười ha ha, vô cùng đắc ý. Hàn lập nhìn Hắc thiên ma tổ, đuôi lông mày đột nhiên động một cái nhìn ra một chút manh mối tuy rằng người này phục sinh nhưng khí tức tản ra thua xa trước đó xem ra loại trùng sinh này phải trả một giá lớn khúc lân thấy hắc thiên ma tổ tập trung chú ý tới mọi người nên âm thầm thở nhẹ lặng yên di động thân hình trốn ở phía sau đám người tiểu côn trùng người muốn trốn chỗ nào hắc thiên ma tổ bỗng nhiên nhìn lại khúc lân ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo thân hình thoát một cái biến mất khúc lân biến sắc bên ngoài thân lóe lên kim quang trong nháy mắt hóa thành hình dạng phệ kim tiên. Gã vừa mới hóa hình, thân hình hắc thiên ma tổ đã xuất hiện trước người gã, một quyền đánh bay gã. Lập tức kim ảnh chấp động, quyền phong như mưa, khúc lân lần nữa bị hắc thiên ma tổ đánh cho mạn thiên phi vũ, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Chẳng qua giờ phút này thực lực hắc thiên ma tổ giảm xuống không ít so với trước, mặc dù đánh cho khúc lân văng khắp nơi nhưng tổn thương so với lần trước nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa, lần này khúc lân bị đánh chính là vì cái miệng của gã, coi như đáng đời bọn Hàn Lập không có ý ngăn cản. chương 1133, sinh linh đổ thán. Hư không phong bạo tàn phá bừa bãi khu vực tuế nguyệt tháp một hồi, rốt cuộc cũng nhanh chóng suy yếu, sau vài hơi thở đã hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Khung cảnh xung quanh dần dần chìm vào yên tĩnh, giống như thường ngày chẳng có chuyện gì phát sinh. Nhưng trên mặt đất giờ đây lộ ra một cái hố đen cự đại sâu hun hút, rõ ràng cho thấy vừa rồi đã có đại sự xảy ra. Trong lòng hố chỉ thấy một mảnh đen kịt thăm thẳm, không biết sâu bao nhiêu. Ánh mắt Hàn Lập đột nhiên lóe sáng tựa hồ vừa có phát hiện gì, thân hình lập tức nhắm vào giữa hố sâu lao đi như tên bắn. Sau đó vài nhịp thở, đã thấy Hàn Lập từ dưới hố lao lên, trong tay còn cầm theo một vật, thình lình đúng là tuế nguyệt thần đăng. Tuy trải qua lần không gian phong bạo tẩy lễ vừa rồi, nhưng thân đèn chẳng hề có chút sức mẻ. Có điều, đăng diễm đã tắt ngấm, ba động pháp tắc thời gian mà cây đèn tỏa ra cũng yếu đi rất nhiều so với trước đây chúc mừng hàn đạo hữu mất mà được lại tuế nguyệt thần đăng nhưng xem ra đèn thần dường như đã có điểm hao tổn giao tam ôm quyền chúc mừng hàn lập lại liếc nhìn tuế nguyệt thần đăng một chút có thể thu lấy cây đèn này đã khiến hàn mỗ rất hài lòng rồi hàn lập đáp lời rồi thu tuế nguyệt thần đăng vào lại nói hắc thiên ma tổ sau khi đánh đập khúc lân một hồi cảm thấy vô cùng sảng khoái hiện đã trở về còn khúc lân lặng lẽ bám theo sau mang theo khuôn mặt bầm dập cùng vẻ u oán chư vị đạo hiếu chúng ta tuy rằng đã thoát khỏi tuế nguyệt tháp nhưng hiện vẫn còn ở bên trong thái tuế tiên phủ trong bộ dạng không gian tiên phủ này ta đoán nó sẽ không tồn tại được lâu nữa chỉ một tòa tuế nguyệt tháp sụp đổ đã có uy thế lớn như vậy nếu như cả tòa thái tuế tiên phủ này hoàn toàn sập xuống ta e rằng mức độ phá hoại sẽ càng nghiêm trọng hơn rất nhiều chúng ta tốt nhất phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây giao tam vừa nói vừa nhìn mọi người một lượt đám người xung quanh nghe những lời này đều gật gù đồng ý việc ly khai nơi này tất nhiên là chúng ta đồng ý bị giam hãm ở nơi này đã vô số năm tháng chúng ta tự nhiên không muốn lưu lại đây thêm một giờ khác nào nữa có điều phải làm thế nào mới ly khai được tu vi các ngươi chưa đủ năng lực cảm giác cũng chưa tới toàn bộ thái tuế tiên phủ hiện đang bị bao phủ bởi một luồng lực lượng không gian cực lớn muốn đột phá không hề dễ dàng liễu tự tại vừa nói vừa liếc nhìn mọi người một lượt giao tam mỉm cười đang muốn nói thêm điều gì đúng lúc này đột nhiên có một đám thân ảnh từ phía xa tiến lại gần nhưng số lượng chỉ có hai ba mươi người. Về phần những kẻ khác chẳng biết đã vĩnh viễn nằm xuống hay lưu lạc đến nơi nào. Thành phần những người mới đến này khá phức tạp, bao gồm nhân tộc, yêu tộc và ma tộc. Ai nấy đều chung bộ dạng quần áo tả tơi, thân hình gầy gò xương sổ, chẳng khác nào một đám nạn dân chịu đói khổ đã lâu, thoạt nhìn vô cùng thảm thương. Hàn lập nhìn về phía đội hình mới xuất hiện, đột nhiên trong mày. Những người này đều tỏa ra khí tức rất khổng lồ, có thể so sánh với tu sĩ thái ất nhưng cổ quái ở chỗ không một ai sở hữu lực lượng pháp tắc tuy rằng người đến không mang theo lực lượng pháp tắc nhưng tốt xấu gì cũng là hai ba mươi tu sĩ thái ất tạo nên áp lực không nhỏ bọn lợi kỳ mã lộ rõ vẻ đề phòng chư vị đạo hiếu hẳn cũng là người bị phong ấn trong tuế nguyệt tháp này dám hỏi có chuyện gì muốn làm giao tam sắc mặt vẫn như thường ôm quyền lên tiếng trước nếu các ngươi có biện pháp ly khai nơi này liệu có thể mang theo mấy người bọn ta không Chúng ta bị giam hãm ở đây đã không biết bao nhiêu năm tháng, hôm nay mới vất vả thoát khốn, quả thật không cam tâm chết ở chỗ này. Một gã đại hán nhân tộc tóc đỏ khô gầy ôm quyền bước lên, khẩn khoản nói. Những người còn lại cũng nhao nhao cầu khẩn, chư vị yên tâm, chúng ta ngày hôm nay gặp nhau chính là duyên phận, sẽ không bỏ lại các ngươi. Giao tam trần an, thật tốt quá, xin đa tạ các hạ, đại hán tóc đỏ vô cùng cảm kích, mấy người còn lại cũng dối giết hành lễ cảm tạ giao tam. Giao tam đạo hiếu, xem ý tứ của ngươi hẳn đã có phương pháp ly khai nơi này. Liễu tự tại hỏi, ta vì chấp hành nhiệm vụ luân hồi điện mới đến đây, há lại không có phương pháp ly khai. Tuy nhiên, để hoàn thành bố trí cần tiêu phí chút thời gian. Giao tam lật tay lấy ra một sấp trận kỳ trận bàn màu bạc, mỗi một vật phẩm đều tản mát chấn động không gian chi lực vô cùng cường đại. Đại na di chuyển không trận, luân hồi điện quả nhiên tài đại khí thô, ánh mắt liễu tự tại sáng ngời, giọng nói mang theo vẻ tán thán. Giao tam mỉm cười, đang chuẩn bị bắt đầu bố trí. Nhưng đúng lúc này, toàn bộ không gian tiên phủ kịch liệt run rẩy, trên bầu trời nhanh chóng xuất hiện những vết nứt không gian, bên trong tỏa ra kim quang chói mắt và ngày một sáng hơn. Đồng thời, mặt đất cũng lắc lư ầm ầm, so với lúc trước Tuế Nguyệt Tháp tan vỡ còn mạnh mẽ hơn gấp 10 lần, những khe nứt nhanh chóng lan tỏa khắp mặt đất. Dường như chỉnh thể thái tuế tiên phủ này đã bắt đầu sụp đổ. Đám người Hàn Lập ai nấy đều biến sắc, vội vàng bay lên không chung cách chỗ cũ một khoảng sao lại có thể như vậy? Không gian tiên phủ tuy đã bắt đầu tan vỡ nhưng tối thiểu cũng phải duy trì được 2-3 ngày mới đúng. Chẳng lẽ đã có kẻ động tay động chân, giao tam biến sắc, thất thanh la lên. Hiện tại bất kể nguyên nhân là gì cũng phải nhanh chóng bố trí đại trận. Chúng ta hợp lực ngăn cản chấn động xung quanh, không để người bị ảnh hưởng. Liễu tự tại trầm giọng nói, được, giao tam khẽ quát một tiếng rồi bắt đầu triển khai trận pháp, hai cánh tay bấm niệm pháp quyết cấp tốc vung vẩy tựa như hai bánh xe, trận kỳ trận bàn liên tiếp bắn ra từ trong tay nàng rơi xuống những vị trí cố định trong hư không phụ cận mơ hồ hình thành một pháp trận bàng bạc từng luồng sáng trắng bắt đầu nở bung từ trung tâm trận pháp rất nhanh tạo thành một cột sáng màu bạc vừa thô vừa to xông thẳng tận trời mà tất cả những người còn lại lần lượt tụ tập xung quanh giao tam vây nàng vào chính giữa nơi hư không cách đó xa xa mơ hồ hiện ra ba thân ảnh đang đứng thẳng dường như không bị những chấn động xung quanh ảnh hưởng chút nào lẳng lặng quan sát hành động của đám người hàn lập Gần nửa ngày sau, tình trạng hỗn loạn tại Kim Nguyên Sơn mạch lúc này rốt cuộc đã lắng xuống, toàn bộ khu sơn mạch từ từ an ổn lại. Đoàn người do đạo giận chân nhân dẫn đầu hiện đang tụ tập ở một địa phương cách đó mười mấy vạn dặm. Ai nấy đều đang nhìn xuống mặt đất phía dưới với thần sắc vô cùng khó coi, không người nào đành lòng nhìn thẳng. Chỉ thấy khu sơn mạch phía dưới, bên tay trái vẫn là núi non uốn lượn trùng trùng điệp điệp, thoạt trông sinh cơ bừng bừng. Nhưng khi nhìn sang phía bên phải thì chỉ thấy thế núi đã hoàn toàn bị hủy hoại lộ tuyến dòng chảy sông ngòi nơi đây đã triệt để biến dạng, nhìn đâu cũng chỉ thấy núi non khuynh đảo, vạn vật tĩnh nghịch, khung cảnh hoang tàn. Sinh linh đồ thán, nghiệp trường A, ánh mắt đạo giận chân nhân không giấu được vẻ bi ai, cất tiếng thở dài. Sư tôn, việc này không thể trách chúng ta được, đây là mệnh lệnh từ thiên đình, không thể làm trái. Huống hồ, chúng ta đã tận lực rồi, chỉ là không thể thành công mà thôi. Trần Xuyên thấy vậy cũng cho mày, lên tiếng an ủi. Đột nhiên, Tất cả mọi người đều nhìn về một phía chân trời, đồng loạt chứng kiến tại một vị trí rất xa đằng trước có một thân ảnh đang xuyên qua tầng tầng lớp lớp bụi mù, cấp tốc phi độn về phía bọn họ. Lôi sư huynh, Trần Xuyên vui mừng khẽ reo lên, người tới chính là Lôi Ngọc Sách, nhìn y bụi đất đầy người, gương mặt rõ ràng vẫn có chút thất thần, tất cả mọi người đều biết rõ nguyên nhân nên không ai nhiều lời. Tô An Thiến cũng chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh y, không nói không rằng. Thời điểm này, trong hư không phía trên thung lũng thanh ti chợt xuất hiện dị động đột nhiên nứt toác ra. Từ chính giữa khe nứt tỏa ra bạch quang chói lòa, tiếp đó, hơn 40 thân ảnh liên tiếp từ trong bay ra. Trong đó người đầu tiên xuất hiện là một gã nam tử ăn mặc rách dưới, đầu bù tóc rối, bộ dáng chẳng khác một kẻ điên là bao. Người này vừa xuất hiện đã hét lớn, khá lắm, chỉ là một đám tàn hồn vậy mà có thể gây ra động tĩnh lớn như thế. Người này không phải ai xa lạ, chính là Đại Hắc Thiên Ma Tổ. Mấy người phía sau lão cũng đều mang dáng vẻ bụi đất đầy đầu, thoạt nhìn vô cùng chật vật, ngoại trừ đám Hàn Lập và Giao Tam ra gia còn có hơn 30 tu sĩ Thái Ất vốn bị giam giữ bên trong tiên phủ. Nhiều năm như vậy, cuối cùng, cuối cùng cũng đã thoát ra, tự do, chúng ta tự do rồi. Mấy người Hàn Lập không tỏ vẻ gì nhưng hơn 30 tên tu sĩ Thái Ất đến từ các tộc khác nhau hiện giờ tràn đầy kích động, thậm chí có kẻ không kiềm chế được mà khóc giống lên, nước mắt tuôn ra như mưa. Đa tạ ân nhân cứu giúp chúng ta khỏi cơn hoạn nạn. Đa tạ ân nhân cứu giúp chúng ta khỏi cơn hoạn nạn không rõ là ai khởi sướng hô lên thật lớn khiến những người còn lại cũng nhao nhao khấu bái cảm tạ giao tam. Chư vị không cần đa lễ, chỉ là tiện tay mà thôi. Không biết sau này các vị có tính toán gì chăng? Giao tam khoát tay, bộ dạng khẳng khái. Bị giam giữ đã quá lâu, chúng ta quả thực không biết tình hình bên ngoài hiện nay như thế nào, tông môn cũng chẳng rõ là còn hay mất nữa. Chỉ e hiện tại quá nửa là không có chỗ nào để đi rồi. Đại hán tóc đỏ khô gầy chợt cười khổ một tiếng mấy người đằng sau cũng cảm thán theo một hồi chư vị nếu ai đã có nơi để đi vậy thì bây giờ hãy lên đường thôi còn những ai tạm thời chưa biết nên đi đâu vậy thì có thể đi theo ta tại hạ sẽ an bài giúp các vị giao tam lại tiếp lời lập tức chưa bảy tám người ôm quyền bái biệt giao tam rồi ly khai còn lại hơn hai mươi người còn lại lựa chọn ở lại hàn lập chẳng có tâm tư đi quản chuyện giữa những người kia và giao tam thân hình hắn lúc này đang lơ lửng giữa không trung ánh mắt chăm chú quan sát mặt đất phía dưới thần sắc hết sức khó coi. Nhìn đâu cũng chỉ thấy sự hoang tàn cằn cối, một mảnh rừng xanh núi thẳm bạt ngàn nay còn đâu. Bạch thủ cốc trước đây đã hoàn toàn sụp đổ, biến thành một cái hố sâu cực lớn có đường kính lên đến mấy trăm dặm. Bên dưới hố là vô số khe rãnh ngổn ngang tung hoành, tựa như phóng xạ khuếch tán ra xung quanh. Bên trong những khe nước này còn phát hiện được chút vết tích nham thạch nước vỡ rồi hóa thành bột mịn màu đen. Trong phạm vi ngàn dặm quanh khu vực này chẳng còn một chút sinh khí mà sơn mạch khổng lồ vốn nằm vắt ngang phía dưới hầu như đã bị san phẳng, còn đâu dáng vẻ hùng vĩ trước đây. Trên mặt đất hiện giờ chẳng qua chỉ còn lại một triền núi xám xịt chừng hơn 10 dặm, vẫn đang có những cột khói đặc bốc lên nghi ngút, phát ra từng trận khí tức khiến lòng người bất an. Lam Nhan đứng ở cạnh hắn lúc này mới thực sự khắc sâu thứ cảm nhận cái gọi là sống sót sau đại nạn. Sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, khẽ đưa tay che miệng, một câu cũng không thể thốt nên lời. Bí cảnh đã bị phá hủy hoàn toàn, ngay cả mảnh sơn mạch này hầu như cũng đã bị san bằng rồi rốt cuộc là kẻ nào động thủ giao tam tiến lên đứng bên cạnh hàn lập nhìn xuống vạn dặm hoang địa bên dưới không nén được phải lên tiếng hỏi dựa theo tình huống trước đây việc này quá nửa có liên quan đến thông thiên kiếm phái có điều bọn chúng có thực sự cần phải xuống tay đến mức này hàn lập cũng nghĩ không thông thì thảo đáp rất không có khả năng thông thiên kiếm phái vốn khai tông lập phái tại kim nguyên sơn mạch này tuy rằng tông môn trọng địa không đặt ở đây nhưng nơi này cũng tồn tại một số thế lực tu tiên có thực lực. Dù thế lực này có thể không phải là những tông phái phụ thuộc bọn họ, nhưng ít nhiều cũng có chút quan hệ. Bọn họ hẳn là sẽ không điên cuồng đến mức hành động bất chấp hậu quả như vậy chứ. Hồ Tam nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu nói, chưa chắc, sở dĩ thông thiên kiếm phái và thiên thủy tông có thể kiêu ngạo tại kim nguyên tiên vực, ngoại trừ thực lực bản thân cường đại thì nguyên nhân trọng yếu vẫn là bọn chúng một mực thuần phục thiên đình nếu không như thế, một tiên vực hạng chung như Kim Nguyên tiên vực há lại có thể giao phó cho một tu sĩ thái ất đỉnh phong như Đông Phương Bạch tỏa Trấn. Ánh mắt giao tam chợt ngưng lại, mở miệng nói, dù vậy, bọn chúng có thể nhẫn tâm như thế thật sự không dễ dàng. E rằng đằng sau việc này chưa hẳn không có bàn tay của thiên đình thò vào. Hàn lập trầm ngâm một lát rồi nói, chương 1134, Kim Đồng bị bắt. Đối với việc đám người Hàn lập nói chuyện với nhau, Hắc Thiên Ma Tổ tự nhiên không có quá nhiều hứng thú, Lão tựa hồ có chút hưng phấn với những gì đang thấy, nhìn quanh không ngừng. Sau một lúc lâu, lão đi tới trước hố sâu ngồi xổm xuống, sờ lên cầm tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, bất chợt thân hình nhoáng một cái lướt thẳng xuống, rơi vào trong hố sâu. Trên mặt đất nơi đó, vẫn lưu lại từng hỏa cầu nham thạch to bằng gian phòng, Hắc Thiên tựa hồ cảm thấy rất hứng thú với những thứ đó, đi lòng vòng quanh những hỏa cầu này, thỉnh thoảng xòe bàn tay ra đưa ra như hơ quanh lò lửa để sưởi ấm. Ngay lúc bọn người Hàn Lập nói chuyện, trong hư không cách đó không xa bỗng nhiên lại có một trận ba động không gian truyền đến. Chỉ thấy trong đó lóe lên quang mang, lại có ba đạo thân ảnh từ đó loạn choạng ngã ra. Bọn người Hàn Lập vừa trải qua một trận đại chiến, giờ phút này thần kinh cũng không triệt để trầm tĩnh, thấy mấy người đột nhiên xuất hiện, tiên linh lực trên thân đại thịnh, bộ dạng sẽ lập tức chém giết một trận. Ba người kia tựa hồ bị dọa cho phát sợ, cầm đầu là một lão giả da xanh toàn thân có lân phiến như đồng tiền, quanh thân lóe lên tinh quang, hiện ra sáu mảnh băng tinh tuyết trắng, ở trong phóng xuất ra trận trận hàn khí lành lạnh. Bên cạnh lão là một tên nam tử cao lớn có làn da màu xanh sẫm, khô héo như vỏ cây, tựa như cực kỳ e ngại hàn khí bên cạnh, vội vàng né tránh qua một bên, quanh thân lượn lờ thanh quang, dưới thân trong chớp mắt sinh ra vô số sợi rễ màu xanh lá, cắm thẳng vào dưới mặt đất khô cằn. Một lão giả áo xám khác thì nhìn như người thường, một tay chắp sau lưng, đứng thẳng, áo bào trên thân không gió tự bay, ở trong lại có trận trận gợn sóng màu vàng không ngừng dập dần ra. Mọi người ở đây dương cung bạt kiếm, lúc sắp động thủ thì liễu tự tại đột nhiên mở miệng kêu lên, hoài dương tử, các hạ chẳng lẽ là hoài dương tử đạo hiếu. Bất thình lình lão hỏi một câu, không chỉ làm cho bọn Hàn Lập cảm thấy ngạc nhiên, mà ba người kia cũng sững sờ. Trong đó lão giả áo xám kia nhíu mày lại, quan sát tỉ mỉ bên này chốc lát, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân liễu tự tại, trần chờ một hồi, mới kinh ngạc nói, liễu tự tại, liễu đạo hiếu. Quả nhiên là ngươi, chính là tại hạ, không ngờ người ta năm đó từ biệt, vật đổi sao rời, lúc này lại trùng phùng nơi đây. Liễu tự tại cười khổ một tiếng, có chút thổn thức nói. Tạo hóa trêu ngươi, tạo hóa trêu ngươi a. À. Lão giả áo xám hoài dương tử cũng xúc động nói. Bọn người hàn lập thấy thế, cũng không buông lỏng phòng bị, mà từng người thần sắc cổ quái nhìn về phía hai người. Chư vị không cần khẩn trương, hoài dương tử đạo hữu là bản cũ của ta, không phải địch nhân. Liễu tự tại dẫn đầu thu hồi thần thông, nói với đám người hàn lập lão giả áo xám kia thấy thế cũng phất phất tay ra hiệu hai người bên cạnh thu hồi thần thông thế là đám người lúc này mới thu liếm khí tức trên thân tiến tới gần nhau ta cũng không ngờ qua nhiều năm như vậy còn có thể gặp lại liếu đạo hữu ngươi hoài dương tử thở dài một tiếng thổn thức nói ra năm đó ngươi mất tích tại mặc hải tiên vực ta từng đến đó tìm kiếm chỉ tiếc hao phí mấy trăm năm cuối cùng cũng không thu hoạch được gì chỉ biết là ngươi đến đó thăm dò một bí cảnh ở đáy biển vong trần hải kết quả liền bật vô âm tín. Rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì? Liễu tự tại nghi hoặc hỏi, năm đó ta theo lời mời của một vị lão hiếu ở mặc hải tiên cung, tiến đến chỗ sâu trong xích giao hải câu thăm dò một bí cảnh. Không ngờ là lọt vào bẫy của tên kia, bị người tiên cung bố trí mai phục bắt được, ta bị buộc vào rất nhiều tội danh, sau đó bị nhốt vào trong tiên ngục. Về sau lại qua nhiều giai đoạn rồi bị phong ấn ở tuế nguyệt tháp, lần này trong tháp xảy ra biến cố mới thoát thân được. Hoài Dương Tử nói như thế cái gì ta cũng bị nhốt trong tuế nguyệt tháp nhiều năm lại không biết ngươi cũng ở trong đó liễu tự tại kinh ngạc nói ngươi cũng bị nhốt trong tháp hoài dương tử đánh giá trên dưới liễu tự tại một chút trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ thế nào ngươi không tin ta liễu tự tại nhíu mày hỏi không phải là ta không tin chỉ là ngươi là tu sĩ có tu vi thì bình thường nếu đã bị thiên đình bắt được không có khả năng bảo trì tu vi như vậy chẳng lẽ bọn hắn không rút lực lượng pháp tắc của ngươi ra Hoài Dương Tử có chút nghi ngờ hỏi. Nói xong, lão nhìn thoáng qua lão giả da xanh và nam tử như cây khô bên cạnh, ba người đều nghi hoặc không thôi. Rút ra lực lượng pháp tắc, hẳn là thiên đình từng làm chuyện ác này với các ngươi. Trách không được ta nhìn đạo hữu ngươi mặc dù cảnh giới vẫn còn, tu vi lại tựa như lầu các trên không, không được vững chắc. Liễu tự tại cẩn thận đánh giá lão ta một chút, nói ra. Không chỉ là ta, lúc trước ở trong tiên ngục, rất nhiều tu sĩ đều từng bị dính độc thủ, một thân cô động lĩnh hội sợi tơ pháp tắc đều bị tước đoạt, sau đó bị nhốt vào trong tuế nguyệt tháp. Hoài Dương tử oán hận nói, năm đó mặc dù ngươi không ở dưới chướng thiên đình, thế nhưng một mực giao hảo với bọn hắn, cũng xem như một tiêu giao tán tiên, bọn hắn tại sao lại ra tay với ngươi? Chẳng lẽ sợi tơ pháp tắc của ngươi có gì đặc biệt? Liễu tự tại cao mày hỏi, nếu nói về lực lượng pháp tắc, đều là ngộ đạo tu được, cho dù vốn thuộc đồng nguyên cũng là tự mình lĩnh ngộ với thiên địa đại đạo, ai lại không có điểm đặc biệt chứ? Chỉ là thiên đình tựa hồ không phải quan tâm cái này, bọn hắn bắt tu sĩ, trong đó có không ít nhân tộc, yêu tộc và ma tộc, thậm chí thảo mộc, tinh mị đều có, mỗi loại tu luyện lực lượng pháp tắc cũng không có điểm gì chung. Việc này từ trong ra ngoài đều lộ ra vẻ cổ quái. Hoài Dương Tử lắc đầu nói ra, Hoài Dương Tử tiền bối, thiên đình rút sợi tơ pháp tắc của các người ra để làm gì? Giao Tam nhịn không được hỏi, trong lòng Hàn Lập cũng hết sức tò mò chuyện này, thấy Giao Tam mở miệng hỏi, lúc này vỉnh tai lắng nghe. Không biết, từ đầu đến cuối, chúng ta không biết bọn hắn rút ra nhiều sợi tơ pháp tắc như vậy để làm cái gì. So với chuyện này, ta càng thấy kỳ quái hơn là sợi tơ pháp tắc của ngươi vì sao không bị lấy ra." Hoài Dương Tử lắc đầu, nói ra, "Chuyện này chúng ta cũng không rõ, chỉ nhớ là lúc trước bị tù tại Tiên vực không bao lâu, liền bị tên Văn Thái Tuế kia vừa dỗ vừa lừa cho vào trong Tuế Nguyệt Tháp, sau đó bị cầm tù cho tới bây giờ." "Đúng rồi, các ngươi bị giam tại chỗ nào trong Tuế Nguyệt Tháp?" Liễu tự tại hỏi, ta và rất nhiều tu sĩ bị giam tại tầng 7 tuế nguyệt tháp, chỉ có điều đều bị phong ấn ở dưới mặt đất, cho tới nay đều ở vào trạng thái nửa ngủ đông. Cũng không biết bao nhiêu năm trước, đột nhiên lực lượng giam cầm của tháp này xuất hiện buông lỏng, chúng ta liền nghĩ cách phục hồi từ từ lực lượng pháp tắc nhưng vẫn không thể nào tự do hành động. Hoài Dương Tử nói ra, thì ra là thế, ta bị tù tại tầng 5, trách không được chưa từng gặp các ngươi. Ha ha, người ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy, nếu không có chuyện hôm nay, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Liễu tự tại liếc qua hắc thiên ma tổ vẫn đang đùa giỡn với lửa dưới đáy hố to, nói ra. Hàn lập nghe mấy người nói chuyện, trên mặt không có quá nhiều gợn sóng, nhưng trong lòng thì kinh hãi không thôi. Thiên đình là thế lực chính thống uy quyền nhất ở chân tiên giới, không nói đến tất cả hành vi xưa nay của tiên cung, nhưng bề ngoài vẫn là lấy chủ trì công đạo bình định tiên vực làm tôn chỉ thì theo lý thuyết sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn mới đúng. Nếu đúng như lời Hoài Dương Tử này nói, giá mạo hiểm làm việc này đến nay vẫn không bị người phát hiện âm mưu trong đó nhất định không nhỏ chỉ tiếc bây giờ manh mối quá ít hắn không thể nào suy đoán ra được chư vị tha thứ ta nhiều lời một câu trước mắt nơi đây cũng không phải nơi đất lành gì ta nghĩ hay là mau rời khỏi cho thỏa đáng có chuyện gì đại khái lúc sau hãy nói hàn lập suy nghĩ một lát mở miệng nói ra không sai nơi này làm ra động tính lớn như vậy tin tưởng thiên đình rất nhanh sẽ phái người tới xử lý hậu sự chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước, lại bàn bạc kỹ hơn. Giao Tam gật đầu nhẹ, cũng đồng ý nói, đạo hữu người bây giờ có tính toán gì không? Liễu tự tại nhìn về phía Hoài Dương Tử, hỏi, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có gì phải giấu. Năm đó Luân Hồi Điện có tâm mời chào ta, vì bo bo giữ mình nên ta không đáp ứng, trước mắt chỉ sợ cũng không có chỗ để đi. Không biết bây giờ Luân Hồi Điện như thế nào, bọn hắn còn muốn thu lưu ta nữa hay không? Hoài Dương Tử thở dài một tiếng, nói ra, nếu tiền bối muốn gia nhập luân hồi điện, vãn bối có thể dẫn tiến thay. Giao Tam nghe thấy lời ấy, ôm quyền cười nói. Lời vừa nói ra, chung quanh hơn 20 người vốn định đi theo Giao Tam, đầu tiên khẽ giật mình, thần sắc khác nhau, cũng không biết trong đó có người nào nói vài câu gì, những người còn lại bóp cổ tay lắc đầu một hồi, rồi yên tĩnh lại. a à, ngươi là người luân hồi điện, Hoài Dương Tử nhìn thoáng qua Giao Tam, hơi kinh ngạc hỏi. Giao Tam từ chối cho ý kiến cười cười, nếu không có bọn hắn, giờ phút này chúng ta chỉ sợ vẫn còn bị nhốt trong tháp đấy. Không đợi Giao Tam trả lời, Liễu Tự Tại nói ra. Tốt tốt tốt, xem ra còn thiếu một phần ân tình giúp thoát khốn, ta nguyện ý gia nhập luân hồi điện. Hoài Dương Tử nghe vậy, đầu tiên có chút ngạc nhiên, lập tức liên nói tốt. Nói xong, lão lại hỏi thăm hai người bên cạnh, Mặc Tu Đạo Hữu và Vu Khải Đạo hiếu, các người có dự định gì không? Chúng ta và người có cảnh ngộ không sai biệt lắm, coi như mới quen đã thân bây giờ mặc dù may mắn thoát khốn nhưng đoán được thiên đình việt sẽ không buông tha chúng ta vậy cùng một chỗ dấn thân vào luân hồi điện a lão giả ra xanh tên là vu khải ôn hòa cười một tiếng nói ra tên nam tử như cây khô kia tựa hồ không thích nói nhiều chỉ gật đầu nói tiếng nói hơi khàn khàn hàn huynh người có dự định gì có nguyện cùng ta trở về luân hồi điện không sao tam nhìn về phía hàn lập hỏi trải qua một lần này ta coi như nhìn thấu cửu oán giữa ta và thiên đình càng kết càng sâu sớm ngày nào dấn thân vào luân hồi điện thì càng sớm có thêm chỗ dựa. Chỉ là lần này cũng đừng như trước kia, không cho ta một cái tên tuổi luân hồi chi tử. Hàn lập lắc đầu, nói như thế, có lẽ là cơ duyên xảo hợp, Hàn huynh và luân hồi điện chúng ta có duyên phận không cạn, lần này càng giúp ta lập công không nhỏ. Lần này vào luân hồi điện, Hàn huynh coi như chính thức là hạch tâm của luân hồi điện rồi. Điện chủ chúng ta cũng rất thưởng thức ngươi, nói không chừng còn muốn tự mình gặp ngươi một lần đấy. Giao Tam vừa cười vừa nói như vậy rất tốt, chỉ là trước đó ngươi đề cập chuyện kim đồng, ta còn chờ ngươi giải thích thêm. Mặt hàn lập lộ ý cười, chuyển thành truyền âm hỏi. Việc này, tạm thời không tiện nói quá nhiều, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, kim đồng bây giờ bị giam tại cửu nguyên quan. Giao tam hơi trần chờ trả lời. Hàn lập nghe vậy, thần sắc hơi đổi, truyền âm hỏi, liên quan tới việc kim đồng bị cửu nguyên quan bắt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho ta biết không? chương 1135, phân chia tiên vực. Nhắc đến việc này, ta vừa hay biết một chút, nói qua, vị tiểu bằng hữu kia của ngươi cũng thật sự bản lãnh, tự lấy thân làm mồi nhử, dẫn dụ một con vệ kim tiên mà cửu nguyên quan nuôi dưỡng nhiều năm đi ra, mặc dù cuối cùng cắn nuốt thành công, nhưng vì vậy nên cửu nguyên quan phát hiện, bị mấy tên tu sĩ đại la trong quan ra tay, hợp sức bắt đi, bây giờ đang giam giữ tại quan. Đối với điều này Giao Tam cũng không giấu giếm, truyền âm đáp. Hàn Lập nghe vậy, sắc mặt có chút ngưng lại, trầm ngâm không nói. Hàn huynh không cần lo lắng quá mức, phệ kim tiên là loại trùng quý hiếm, thả ở đâu cũng là chân bảo làm người ta đỏ mắt, cửu nguyên quan không những sẽ không làm khó nó, có khi còn tận tâm nuôi dưỡng, chỉ tạm thời không thể khôi phục tự do thôi. Giao tam truyền âm nói, Hàn lập nghe lời nói của nàng có ẩn ý, một khi kim đồng lại được tự do, đó ngày nó bị cửu nguyên quan thuần phục. Đối với điều này, hắn không lo lắng quá, muốn thuần phục kim đồng không đơn giản như vậy hắn lo lắng hơn là với tính tình gia hỏa kim đồng, quá nửa sẽ nhận không ít đau khổ. Mặc dù nhục thân kim đồng không thể phá vỡ, gần như bất tử bất diệt, nhưng cũng không phải không có đồ vật khắc chế, lại thêm cửu nguyên quan nội tình thâm sâu, thế lực lớn như vậy thì không biết còn có thủ đoạn nào khác, khiến hắn không yên lòng. Dù sao đứa nhỏ này bầu bạn với mình hơn nửa kiếp sống tu tiên, ý nghĩa của nó đối với bản thân hắn khác hẳn, tuyệt đối không ngồi im, thờ ơ nhìn nó gặp nạn. Tóm lại, tiếp theo luân hồi điện chúng ta sẽ có một nhiệm vụ liên quan tới cửu nguyên quan chỉ cần hàn đạo hữu nguyện ý tham dự liền có thể mượn cơ hội này cứu kim đồng ra mắt thấy hàn lập trầm ngâm không nói giao tam cho là lời nói của mình có tác dụng liền mở miệng khuyên nhiệm vụ gì hàn lập hỏi quy định luân hồi điện ngươi đã biết có một số việc tạm thời chưa thể nói cho ngươi thời gian tới khi nhiệm vụ bắt đầu còn tương đối dài trong lúc này hàn huynh tiện thể nâng cao tu vi một chút giao tam trả lời Giao Tam đạo hữu có bản đồ cương vực Kim Nguyên Tiên vực không, có thể cho Hàn Mỗ một phần?" Hàn Lập suy nghĩ một lát sau, truyền âm nói ra. "Hàn huynh muốn bản đồ làm gì? Chẳng lẽ muốn tiến về Cửu Nguyên Quan?" Giao Tam nhướng mày, trả lời: "Nếu Cửu Nguyên Quan ở ngay tại Kim Nguyên Tiên vực, Hàn Mỗ tiện đường đi thám thính chút tin tức, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn." Hàn Lập thần sắc không thay đổi, truyền âm trả lời: "Có lẽ Hàn huynh hiểu lầm, Kim Nguyên Tiên vực này không phải Kim Nguyên Tiên vực kia." sao tam cười nói đây là ý gì hàn lập nghi ngờ nói hàn huynh có điều không biết tiên vực minh mông trong toàn bộ tiên giới rất nhiều trong đó trùng tên cũng không coi là nhiều phần lớn đều là các tiểu vực xa xôi trùng tên lẫn nhau từ bao lâu không biết nữa còn kim nguyên tiên vực tình huống thì đặc thù hơn là một tiên vực nhỏ trùng tên một tiên vực lớn sao tam trả lời tiên vực còn phân chia lớn nhỏ hàn lập nghi ngờ nói hàn đạo hữu một mực di chuyển ở một vực nhỏ như bắc hàn tiên vực không biết rõ điều này cũng bình thường, thật ra trong chân tiên giới hầu hết mọi người rất ít biết về điều này, dù sao tu sĩ kim tiên cảnh trở xuống có thể cả đời cũng chưa chắc đi ra khỏi một tiên vực. Trên thực tế toàn bộ tiên giới có 36 vực lớn nhất, 500 vực tầm trung và 3.000 vực nhỏ. Đương nhiên, 3.000 này cũng chỉ là số sấp xỉ, cụ thể có bao nhiêu, không ai dành thời gian đi tính toán. Sao tam truyền âm trả lời, 36 vực lớn, lúc trước từng nghe nói trung thổ tiên vực, hẳn là một trong 36 vực lớn. Hàn Lập hỏi, không sai, trung thổ tiên vực đứng đầu 36 vực lớn, địa vị cao cả. Mà đại kim nguyên tiên vực cũng có tiếng tăm lừng lẫy, sơn môn cửu nguyên quan ở vực này. Chúng ta hiện tại ở tiểu kim nguyên tiên vực, sở dĩ có thể cùng tên mà không cần sửa đổi bởi nó vốn là một phần đại kim nguyên tiên vực, chỉ là trong một lần thiên địa dung chuyển, tách ra khỏi vực lớn. Giao Tam tiếp tục giải thích nói, thì ra là thế, Hàn Lập nhẹ gật đầu, trả lời đúng lúc này giao tam bỗng mắt sáng lên liếc qua lam nhan trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn khốc đột nhiên ra tay nhanh như chớp đánh thẳng một trưởng vào ngực lam nhan sống sót sau tai kiếp còn đang thoáng thở nhẹ đối mặt với biến cố bất chợt xuất hiện căn bản không kịp phản ứng bị giao tam đánh một trưởng trúng ngực trái chỉ cảm thấy một lực lượng kỳ dị thấu vào thân thể miệng thổ máu tươi bay ngược ra ngoài mọi người thấy thế đầu tiên là giật mình sau lập tức hiểu được lam nhan gắng ngượng ngồi dậy lau vết máu trên khóe miệng, sắc mặt đầy hoảng sợ. Mắt thấy Giao Tam muốn tiếp tục ra tay, Hàn Lập nhướng mày, thân hình xuất hiện trước Lam Nhan, ngăn cản Giao Tam. Hàn Huynh, người này là đệ tử cửu nguyên quan, giữ lại không được. Giao Tam nhíu mày nói ra, dù vậy cũng không đáng tội chết. Hàn Lập nói ra, Hàn Huynh, nàng ta đồng hành với chúng ta thời gian quá lâu, khó đảm bảo khi trở về sẽ không để lộ ra tin tức quan trọng, người không nên lòng dạ đàn bà như vậy. Giao Tam nói ra, lúc trước hai người nàng và huynh trưởng cùng ta lập quân tử ước hẹn trong bí cảnh khi bị xà thiềm lão phụ bức bách đều chưa từng ra tay với ta có thể thấy là hạng người trọng tín thủ nghĩa chỉ cần nàng ta hứa hẹn không bẩm báo lên sư môn những điều mắt thấy tai nghe ở đây ta thấy có thể tha cho một mạng sau đó ta gieo một đạo thần hồn cấm chế là được hàn lập do dự một chút nói ra hà tất phải phiền phức vậy giết là xong hết mọi chuyện tuyệt không hậu hoạn giao tam ánh mắt lạnh lẽo nói giao tam đạo hiếu nếu thật sự coi Hàn Mỗ là người một nhà, có thể bán cho ta một chút tình mọn, được không? Thần sắc Hàn Lập nghiêm lại trả lời. Giao Tam thấy thế, ánh mắt nhìn qua Hàn Lập rồi nhìn lại Lam Nhan dò xét một chút, thần sắc như bừng tỉnh, hiểu ra gật đầu nhẹ nói thì ra là thế. Đa tạ, Hàn Lập biết chắc nàng hiểu nhầm, nhưng cũng lời giải thích, chỉ ôm quyền nói. Sau đó, hắn xoay người, nói với Lam Nhan, tình thế khó khăn, Lam Đạo Hiếu cũng không có lựa chọn khác, Hàn Mỗ sẽ hạ một đạo cấm chế ở thức hải ngươi, chỉ cần ngươi không vi phạm lời hứa, không lộ ra những việc liên quan tới ta là có thể bình yên vô sự. Lam Nhan không nói gì, chỉ im lặng, nhẹ nhàng gật đầu, bộ dáng có chút duyên dáng đáng thương. Tay Hàn lập kết pháp quyết, từ mi tâm kéo ra một sợi tinh quang, chậm rãi đưa về phía mi tâm Lam Nhan. Tinh quang kia như rắn ra khỏi hang, xoay giữa không chung, một đầu đâm vào mi tâm Lam Nhan, chợt lóe rồi biến mất. Ngay lúc Hàn lập thi pháp, bóng dáng giao tam chấp lên, đi đến hố sâu trên mặt đất. Hắc thiên ma tổ tự chơi với ngọn lửa vây quanh vui đến quên hết bên ngoài, thấy nàng đi đến liền hơi tức giận, đưa tay muốn đánh ra một trường. Thạch tiền bối, chưa có động thủ, vãn bối có chuyện quan trọng thương lượng. Giao tam thấy thế cũng cả kinh, vội vàng hô. Chìa khóa, người có chìa khóa gì? Lấy ra xem, thạch không mặc giơ bàn tay lên không, hiếu kỳ hỏi. Tiền bối không phải một mực tìm kiếm vợ con sao, vãn bối có thể giúp đỡ một tay. Giao tam thở nhẹ nói ra, thạch không mặc nghe mấy lời này thần sắc lập tức thay đổi, sắc mặt đầy lo lắng, liên tục hỏi, người biết bọn họ ở đâu? Người biết bọn họ ở nơi nào sao? Bọn họ ở nơi nào? Vãn bối mặc dù không biết bọn họ ở nơi nào, nhưng lại có biện pháp giúp tiền bối tìm kiếm họ. Giao Tam thấy tình cảnh này không khỏi hơi chút động dung nhưng vẫn nói ra. Thạch không mặc vừa nghe lời ấy, thần sắc bỗng lạnh lẽo, thần sắc điên cuồng trên mặt chợt biến mất trong nháy mắt, Giao Tam trong lòng phát lạnh. Trước kia văn thái tuế dùng lời đó lừa gạt ta, nếu ngươi dám làm như lão, ta nhất định để ngươi sống không bằng chết. Thạch không mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, chỉ một thoáng hai mắt trở thành một màu đen nhánh, nói từng câu từng chữ. Vãn bối không dám, chán giao tam chảy mồ hôi lạnh, trả lời gấp, không dám là tốt, không dám là tốt, ha ha, ha ha. Thạch không mặc nghe xong, thân sắc hơi rừng, nở nụ cười. Trong chớp mắt, con người lão liền khôi phục bình thường, cả người nhanh chóng biến trở về bộ dáng điên khùng, phong thái hung sát trước đó như thể chưa từng xuất hiện qua. Vậy tiền bối, cùng vãn bối trở về luân hồi điện được không? Giao tam thử hỏi, trở về, trở về, tìm người, tìm người. Thạch không mặc vừa cười vừa nói. Hai người quay người trở lại mặt đất, liễu tự tại liền chủ động tiến lên đón, nói với giao tam. Nhận được ứng cứu, vốn nên cùng ngươi về luân hồi điện, chỉ là trước mắt còn chút sự tình khác cần đi xử lý, mong rằng thông cảm. Là cùng hồ tam cùng trở về man hoang giới vực sao? Giao tam nhìn thoáng qua hồ tam cách đó không xa hồ tam, hỏi. Đúng vậy, Liễu tự tại nhẹ gật đầu, vậy cũng không sao, việc này điện chủ đã thông báo. Giao Tam nói ra, Liễu tự tại nghe vậy, ánh mắt hơi thu lại, hiện lên thần sắc kinh ngạc, nhưng cuối cùng không có hỏi gì. Hàn đạo hữu thế nào? Có muốn cùng ta trở về luân hồi điện không? Giao Tam nhìn về phía Hàn Lập, hỏi. Giao Tam đạo hữu lần này tự trở về trước đi, Hàn mỗ còn chút việc phải xử lý, hiện tại không đi cùng đạo hiếu, còn việc đã bàn bạc lúc trước không thay đổi, Hàn mỗ nguyện ý gia nhập luân hồi điện, tham dự nhiệm vụ trong điện. Hàn Lập cười đáp, Giao Tam nghe vậy, khẽ trao mày nhưng mau chóng lại giãn ra nói, đã như vậy, chúc Hàn Đạo Hiếu thuận buồm xuôi gió, tin rằng không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại. Sau khi cùng mọi người cáo từ một phen, Giao Tam mang theo Hắc Thiên Ma tổ cùng ba người Hoài Dương từ rời đi trước. Liễu Tự Tại mang theo lợi kỳ mã, cùng Hồ Tam đang ở bên nói chuyện, hình như cũng thảo luận điều gì. Hàn Lập chỉ liếc qua rồi lại nhìn về phía Khúc Lân, Khúc Đạo Hiếu ngươi dự định thế nào dự định tiếp tục cùng hàn mỗ đồng hành không hàn lập cười hỏi vốn dự định là như vậy thế nhưng bây giờ có lẽ đổi ý khúc lân cười cười nói ra ồ đây là vì sao hàn lập nghi ngờ nói trải qua chuyện này cộng thêm trước kia hàn đạo hữu người đại náo kim nguyên tiên cung nghĩ đến uy danh hiển hách sớm đã vang vọng thiên đình ta đồng hành với ngươi chẳng phải là dựng cờ lên cho người ta đến vây giết quá không sáng suốt khúc lân lắc đầu trả lời Ngươi nói vậy dường như có mấy phần đạo lý." Hàn Lập nhẹ gật đầu, đồng ý nói. Trên thực tế, trải qua một loạt sự tình lúc trước, bọn hắn đều cảm thấy Song Phương không phải đèn đá cạn dầu, không muốn đối phương ở lại bên cạnh mình, như vậy lại hợp ý với nhau. Mà Hàn Lập cũng biết trong lòng đối phương tính toán, dù sao giữa Phệ Kim Tiên hẳn tồn tại một loại cảm ứng nào đó, bây giờ ra thế giới bên ngoài, nó dĩ nhiên có biện pháp tìm kiếm đồng loại. Đã là như vậy, ta cùng đạo hữu từ biệt, núi cao sông dài, sau này chúng ta còn gặp lại. Hàn lập ôm quyền nói ra, khúc lân cũng cáo từ một tiếng, độn quang trên người nổi lên, hóa thành cầu vồng rời đi. Lam đạo Hữu sau đây người muốn trở về cửu nguyên quan. Đợi nó rời đi, Hàn lập truyền âm cho Lam nhan nói ra. Lam nhan nghe vậy, thần sắc hơi khác, gật đầu nhẹ. Vậy làm phiền đạo hiểu dẫn ta một đoạn, đúng lúc ta cũng muốn đi đại kim nguyên tiên vực. Hàn lập nói ra, chương 1136, Luân hồi điện chủ. Hàn Đạo Hữu, ta có một chuyện không rõ, người bây giờ đã là cái đinh trong mắt Thiên Đình, sao lại còn dám tiến đến Đại Kim Nguyên Tiên Vực? Lam Nhàn thấy cử động của Hàn Lập thực sự khó có thể lý giải, không khỏi hỏi. Sự tình ngươi không nghĩ tới, Thiên Đình cũng chưa chắc có thể nghĩ đến. Có câu nói này, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hàn Lập cười trả lời, Lam Nhàn tự nhiên biết đây là cách từ chối khéo, biết đối phương không muốn nói rõ nguyên nhân thực sự, cũng thức thời không tiếp tục hỏi nữa. Lúc này Lợi kỳ mã bỗng nhiên chạy chậm đến, mở miệng nói ra. Tiểu tử, lần này cũng coi như cùng chung hoạn nạn, lão tổ ta nhìn ngươi thuận mắt, suy tính một chút, hay là có muốn đi cùng chúng ta về man hoang giới vực không? Đa tả đã thưởng thức, chỉ là ta còn có chút sự tình phải xử lý, không thể đồng hành cùng chư vị. Hàn lập mỉm cười, ôm quyền nói. Tốt ha, à, thứ này cho ngươi, ngày sau có cần gì, cứ tới man hoang giới vực tìm ta. Lợi kỳ mã bỗng nhiên dương móng lên, một đạo quang mang tuyết trắng liền sáng lên phía trước, bay xuống trước người Hàn Lập. Hàn Lập đưa tay nhận lấy xem xét, phát hiện là một khối lân phiến hình tròn lớn chừng bàn tay, đồng thể tuyết trắng sinh ra tầng tầng gợn nước, phía trên tràn đầy một loại khí tức man hoang hung hãn. Đa tả, Hàn Lập hơi dò xét một chút, liền thu vào. Sau đó, hắn mang theo lam nhan cáo biệt với bọn người Hồ Tam một phen, phi độn rời đi. Chờ đến lúc khí tức của bọn hắn hoàn toàn biến mất tại chân trời, lợi kỳ mã một mực đưa mắt trông về phía xa, đột nhiên mắt sáng lên, toàn thân sáng lên quang mang tuyết trắng, vô số khí lưu màu trắng tụ lại, bao cả người nó vào trong. Hồ Tam ở bên cạnh thấy thế ngạc nhiên, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chỉ thấy bên trong vòng xoáy do khí lưu màu trắng tụ lại, lợi kỳ mã dần dần đứng thẳng lên, thân ảnh từ từ nhỏ dần, vậy mà hóa thành hình người. Đợi tất cả quang mang và khí lưu tán đi, thay vào đó xuất hiện một vị thanh niên nam tử dáng người thẳng tắp, dung mạo tuấn lãng, thân mang pháp bào màu trắng, một đầu tóc dài tuyết trắng búi tóc theo kiểu toàn châu ngọc quan cả người nhìn ngọc thụ lâm phong tiêu sái bất phàm lúc trước đi quá giới hạn mạo phạm đến thiếu chủ mong thiếu chủ tha thứ thân ảnh nam tử vừa mới xuất hiện liễu tự tại một bên khẽ cong eo ôm quyền nói ra liễu thúc không cần như vậy lúc trước làm việc đều là ý của ta người có chỗ nào sai chứ lợi kỳ mã biến thành thanh niên tuấn lãng đi ra phía trước đỡ liễu tự tại lên nói ra đây đây là chuyện gì xảy ra Hồ Tam lần này triệt để bị chấn kinh, mặt kinh ngạc lẩm bẩm nói. Đi thôi, trên đường sẽ nói rõ với ngươi. Lợi kỳ mã cũng không kỳ quái, cười vung tay lên, nói ra. Theo bàn tay vung ra, trước người lập tức có một mảnh quang mang sáng như tuyết thoáng hiện, một tòa lâu thuyền tuyết trắng cao ba tầng trống rỗng xuất hiện, trên đó giường cột chạm trổ, hạt châu khảm ngọc, nhìn phù quang sáng láng, lộng lẫy đến cực điểm. Ba người phi thân lên, rơi vào trên lâu thuyền tuyết trắng. Cũng không thấy lợi kỳ mã khu động thế nào, dưới lầu thuyền liền sinh ra từng đạo tấn phong màu trắng, nâng thân thuyền lên, hóa thành một đạo độn quang màu trắng, lóe lên một cái rồi biến mất. Thời gian nhoáng một cái, đã qua hơn 3 năm, khu vực biên giới phía bắc chân núi Kim Nguyên Sơn Mạch, một đầu giang hà trên không kéo dài vạn dặm, một chiếc linh chu màu đỏ sậm vụt qua nhanh như tên bắn. Nói là linh chu, hình thể lại không nhỏ, phía trên có xây hai tầng lầu các. Giờ phút này, giao tam trong bộ váy dài màu xanh, đang đứng tại lan can tầng hai lầu các trông về hư không phía xa. Hoài Dương tử tiền bối, bây giờ chúng ta rời khỏi khu vực Kim Nguyên Sơn Mạch, hành trình tiếp theo, cần người đến thôi động Linh Chu, vãn bối cần bế quan một đoạn thời gian. Giao Tam nhìn một hồi, sau đó thu hồi ánh mắt nói ra. Giao Tam đạo hữu yên tâm, việc này cứ giao cho ta. Hoài Dương tử đứng trên bong thuyền Linh Chu, sau khi nghe lập tức đáp. Vậy làm phiền rồi, Giao Tam ôm quyền nói một tiếng, quay người trở về lầu các. Tiến vào trong lầu các, nàng đưa tay bấm pháp quyết, chỉ lên trên đỉnh đầu một cái một đạo quang mang màu đỏ sậm từ đầu ngón tay nàng bắn ra đánh vào một khối lệnh bài đỏ sậm treo trên đầu nàng quang mang vừa mới bay vào lệnh bài đỏ sậm lập tức xoay tròn một màn sáng từ trên đó khuếch trương ra dần dần bao lại toàn bộ lầu các tất cả khí thức đều bị phong bế trong đó không còn nửa điểm tiết ra ngoài cũng không bị bên ngoài mảy may quấy nhiễu Giao tam thấy thế khoanh chân ngồi xuống hai tay bóp một cái pháp quyết cổ quái trong miệng vang lên một trận thanh âm ngâm tụng ngay sau đó, dưới thân nàng có từng đạo phù văn phức tạp sáng lên, như từng đầu băng gấm màu đỏ không ngừng du tẩu dưới thân, sau lại thuận theo phù điêu bốn phía màn sáng mà lên, tuần hoàn qua lại, vòng đi vòng lại. Giao tam thân ở trong màn sáng, quanh thân sáng lên một tầng quang mang mơ hồ, tựa như sinh ra tầng tầng huyễn ảnh, thân hình trở nên mơ hồ, một tầng luân hồi pháp tắc chi lực bắt đầu bao phủ bốn phía. Chỉ thấy trong đôi mắt nàng bỗng nhiên lóe lên hồng quang, con người bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên trống rỗng không gì sánh được, nhìn tựa như trong nháy mắt bị rút đi hồn phách, biến thành một bộ nhục thân không còn linh hồn. Nhưng ngay sau đó, khóe miệng nàng lộ ra một vòng ý cười, mí mắt khép lại, trước mắt liền lâm vào vô tận tối tăm. Thời điểm nàng vừa mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt lại đột nhiên biến đổi, thân ảnh của nàng vậy mà xuất hiện trong một mảnh không gian của quái tối tăm mờ mịt. Trong không gian không thấy bất kỳ cảnh vật gì, chỉ có từng đầu trường giang đại hạ uốn lượn vạn dặm chảy xuôi xuống thân hình giao tam tựa như hư ảo, cả người trôi nổi trong hư không, hai tay như nổi trên nước vạch phía trước một cái, cả người tự nhiên tiến về phía trước, du động trên không một đầu giang hà màu đỏ sậm, đi về phía thượng nguồn dòng sông. Gần đầu giang hà này có tổng cộng 5 đầu giang hà, mỗi một đầu có màu sắc và cảnh tượng khác nhau, có dòng nước chảy xiết thanh thế to lớn, có dòng thủy tính hay thay đổi, chợt nhanh chợt chậm. Trong đó một đầu trường hà màu bạc, nước chảy nhẹ nhàng chậm chạp, lưu động bình ổn, ở trong mơ hồ có vô số quang cầu to to nhỏ nhỏ như giọt nước chảy xuôi qua, bên trong hình như có hình ảnh chấp động. Giao tam mỗi lần đều chỉ thoáng nhìn một chút, tuyệt không dám dừng ánh mắt lại trên đó, nếu không sẽ có một cỗ vô hình chi lực hút vào, kéo nàng vào trong nước sông rơi lã trã kia. Nàng bay dọc về thượng nguồn dòng sông đỏ sầm kia, không biết bay bao lâu, rốt cuộc nhìn thấy tất cả dòng sông đều dần dần thu hẹp, cuối cùng tụ tập đến một đầu nguồn, hóa thành một dòng sông. Dòng sông kia không biết sinh ra từ chỗ nào, nước sông như hoàng tương quay cuồng, hỗn độn không rõ. Trên đó còn xây một cây cầu đá hình vòm màu đỏ sậm. Cầu đá vòm có bề mặt sáng bóng trơn trượt, tự nhiên mà thành, nhìn tựa như một bệ đá thủy tinh. Dòng sông chảy qua dưới cầu đá vòm, tự nhiên chia làm sáu đầu, kéo dài chảy xuôi xuống. Ánh mắt Giao Tam rơi vào động đá phía dưới cầu hình vòm, lông mày không khỏi nhíu một cái. Nàng ngạc nhiên phát hiện, trên bờ sông phía dưới cầu hình vòm có một nữ tử áo đen dáng người thướt tha đang ngồi tại bờ sông đưa lưng về phía nàng một đôi chân trần tuyết trắng như ngó sen, đang ngâm trong dòng sông đỏ sậm vừa mới tách ra. Trong thời gian đó, nữ tử một mực chưa từng quay người lại, cho nên Giao Tam từ đầu đến cuối vẫn không thấy được khuôn mặt của nàng. Trên thực tế, Giao Tam cũng không dám dò xét bên đó quá nhiều, bởi vì trên cầu đá vòm, còn có một bóng người ngồi một bên cầu đá, hai chân thả lỏng xuống cầu. Chỉ thấy thân hình đó hơi còng xuống, trên đầu mang theo một cái nón lá cực lớn, khoác trên người một kiện áo tơi nặng nề, thân thể đưa lưng về phía sáu đầu nhánh sông, mặt ngó về phía dòng sông nước chảy vẩn đục kia. Trong tay nam tử còn cầm một cây gậy trúc màu xanh có lấm tấm điểm màu trắng, đầu gậy lơ lửng một sợi tinh thi màu đỏ sậm, rơi vào trong mặt nước, tựa như đang nhàn nhã thả câu. Thân ảnh giao tam bay đến trên cầu hình vòm, lại không cách nào đáp xuống, vẫn như cũng duy trì trạng thái treo trên bầu trời. Tham kiến điện chủ, thân sắc giao tam trang trọng, thi lễ nói ra, tên nam tử đầu đội mũ rộng vành, khoác áo tơi kia không phải ai khác, chính là luân hồi điện chủ đại danh đỉnh đỉnh chuyện bên kia nhanh hơn không ít so với ta dự đoán cụ thể xảy ra chuyện gì đại khái nói với ta một chút luân hồi điện chủ không quay đầu nhìn nàng chỉ mở miệng nói ra tuân mệnh văn thái tuế giao tam gật đầu nhẹ lập tức kể lại chuyện đã trải qua ở tuế nguyệt tháp đợi sau khi nàng nói xong luân hồi điện chủ không lập tức bình phán công tội mà im lặng tự định giá một lát mới nói ra thạch không mặc người này không tầm thường sau này ngươi phải cẩn thận quan sát hắn. Điện chủ cảm thấy, hắn là đang giả điên, giao tam nhíu mày hỏi, giả điên hay không cũng không quan trọng, chỉ cần đối tượng hắn nổi điên không phải chúng ta là được. Đương nhiên, chuyện giúp hắn tìm kiếm vợ con không thể lãnh đạm, hết thảy tài nguyên trong điện đều có thể điều động. Luân hồi điện chủ lắc đầu, nói ra, vâng, giao tam đáp, nếu món đồ kia đã tìm được, lúc trước đã bố trí rất nhiều, có thể điều động được rồi lần này hẳn là đủ cho thiên đình hảo hảo bận rộn một hồi luân hồi điện chủ nói ra chờ thuộc hạ trở về trong điện sẽ khởi động chuyện này giao tam nói ra sau đó hai người không mở miệng nói chuyện nữa trầm mặc một hồi lâu luân hồi điện chủ bỗng nhiên mở miệng hỏi không đề cập tới biểu hiện khách quan theo phán đoán chủ quan của ngươi cảm thấy người kia thế nào hồi bẩm điện chủ trải qua trước đây mấy lần liên hệ ta cảm thấy người này vô luận tâm kế can đảm năng lực hay là thủ đoạn đều là nhất lưu ngày sau nhất định có thể làm được việc lớn hành động tiếp theo ta hy vọng để hắn tham gia giao tam nói ra cái này cứ theo ý ngươi là được rồi luân hồi điện chủ nói ra vâng giao tam nói lần này vận dụng bí thuật luân hồi tới tìm ta tất nhiên hao tổn không ít pháp tắc tinh ti của ngươi những thứ này xem như bồi thường cho ngươi luân hồi điện chủ đỡ mũ rộng vành trên đầu lên nói ra nói xong cổ tay gã lắc một cái cây gậy trúc trong tay liền trách lên tinh thi đỏ sậm buông xuống dưới nước liền nhảy ra mặt nước, trên đó còn treo một đoàn hào quang màu đỏ sậm, cũng bị kéo ra theo. Luân hồi điện chủ kéo chùm sáng đỏ sậm tới, tiện tay xoa nắn một trận, liền hóa thành một hạt châu màu đỏ sậm. Chỉ thấy gã cong ngón tay búng ra, hạt châu kia liền bắn ra, trực tiếp đánh chúng vào mi tâm giao tam, quang mang lóe lên chui vào trong đó. Giao tam lập tức như gặp cuồng phong, thân hình cực tốc bay ngược về phía sau, hai mắt cũng theo đó tối sầm lại. Trong lầu các tầng hai linh chu màu đỏ sập, Giao Tam đang nhắm mắt khoanh chân đột nhiên mở hai mắt ra, cả người như choảng tỉnh đại mộc, toàn thân mồ hôi đầm đìa, há miệng kịch liệt thở dốc. Thoáng ổn định ba động thần hồn một chút, khí thức quanh thân Giao Tam mới thoáng vững vàng lại. Nàng đưa tay xoa nhẹ mi tâm một chút, cảm thấy nơi đó ẩn ẩn hơi đau, nhưng bên trong lại có từng tia từng tia ý lạnh truyền đến, ở trong càng ẩn chứa từng sợi khí thức luân hồi pháp tắc, khiến cho nàng vui vẻ không thôi vui sướng qua đi, trong đầu giao tam lại hiện ra thân ảnh nữ tử quay người ngồi tại bờ sông kia, trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều lo nghĩ. Người kia là ai, có quan hệ thế nào với điện chủ, chương 1137, quái vật khổng lồ. Ngay lúc này, đầu đó ở Kim Nguyên Tiên Vực, một phi thuyền màu xanh sẫm xé trời mà qua, nhanh chóng bay thẳng về phía trước. Phi thuyền ẩn hiện hình rồng, giống như một con trường long màu xanh sẫm bay lượn trên thiên không, tốc độ nhanh đến khó tin, thoáng cái liền vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm người tu vi thấp căn bản không thể phát hiện tung tích phi thuyền. trong phi thuyền, hai bóng người chính là Hàn Lập và Lam Nhan, tuy nhiên đều biến ảo dung mạo. chiếc phi thuyền mạc long này là Hàn Lập lấy từ trong pháp khí chữ vật của Sa Thiềm. ngày đó, Sa Thiềm tự bạo yêu đan, thân thể tan thành mây khói, nhưng trong lúc khẩn yếu, Hàn Lập vẫn giành lại được pháp khí chữ vật của đối phương. phi thuyền này chính là tiên khí, song thuộc tính mộc phong phẩm giai không thấp, đã đạt đến cấp bậc lục phẩm tiên khí không những tốc độ phi hành cực nhanh mà còn ẩn náu rất tốt, hơn xa tất cả phi thuyền trước kia của Hàn Lập. Lam Nhan đứng ở phía trước, điều khiển phi thuyền tiến lên. Hàn Lập đặt một cấm chế trong cơ thể nàng ta, có thể cảm nhận được nhất cử nhất động của đối phương, không sợ bị dở cho quỷ gì. Hắn ngồi ở đuôi phi thuyền, khoanh chân vận công, trên người chấp động kim quang, thời gian pháp tác chi lực cuồn cuộn. Trải qua hơn 3 năm tĩnh dưỡng, thời gian pháp tác trong người Hàn Lập đã khôi phục non nửa giúp hắn an tâm không ít. Giờ này, hắn cầm trong tay mấy khối ngọc giản, thần thức dò xét bên trong. Sau một hồi lâu, Hàn Lập thu hồi thần thức, sắc mặt có chút nặng nề. Hắn thu thập những ngọc giản này từ luân hồi điện, tài liệu liên quan tới kim nguyên tiên vực và cửu nguyên quan. Hắn góp nhặt tư liệu kim nguyên tiên vực không ít, nhưng cửu nguyên quan quản lý cực nghiêm, tin tức lưu truyền rất ít. Hắn tìm kiếm hết sức cũng chỉ tìm được một chút tư liệu nhỏ lẻ, vụn vặt, không nhiều tác dụng. Làm nhan đạo hiếu, không vội điều khiển phi thuyền, Hàn Mỗ có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi." Hàn Lập nhìn về phía Lam Nhan, mở miệng nói ra. "Không biết Hàn đạo hữu muốn hỏi điều gì?" Lam Nhan nghe vậy, ngừng điều khiển phi thuyền, đi tới, nhu thuận nói. "Trên đường đi." Lam Nhan nghe lời lạ thường, bảo không nên nói, một câu không nói, việc không nên làm, một chút cũng không làm, giữ khuôn phép, nghe theo Hàn Lập phân phó. "Ta muốn biết một ít tin tức cửu nguyên quan." Hàn Lập không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. "Hàn đạo hữu xin cứ hỏi là được." tiểu nữ tử tất nhiên biết gì nói vậy không biết không nói đôi mắt đẹp lóe lên lam nhàn thấp giọng nói lam đạo hữu đáp ứng thật là thẳng thắn theo ta biết cử nguyên quan môn quy xâm nghiêm tiết lộ bí mật bản môn bị phạt nặng lam đạo hữu không sợ sao hàn lập nhíu mày lại nói ra thực lực hàn đạo hữu người vượt xa tiểu nữ tử cho dù ta quyết không nói chắc hẳn ngươi cũng tự có biện pháp tìm hiểu ra nếu như thế ta cần gì phải làm những điều vô dụng kia chỉ mong hàn đạo hữu có thể thấy tiểu nữ tử hợp tác đừng nói cho người khác biết những tin tức này là dựa vào ta mà biết được lam nhàn thấp giọng nói ra sư huynh muội các ngươi tính cách lại giống nhau lam đạo hữu yên tâm chỉ cần ngươi trả lời tốt những vấn đề của ta hàn mỗ đương nhiên sẽ không khiến ngươi khó xử hàn lập gật đầu nói lam nhàn nghe hàn lập nhắc đến lam nguyên tử gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ đau thương nhưng lập tức biến mất đối với hàn lập cảm kích gật đầu nhẹ trong cửu nguyên quan các ngươi nghe nói có đạo tổ tỏa chấn. không biết là mấy vị đạo tổ hàn lập hỏi Đạo tổ thưa thất đến mức nào, cửu nguyên quan ta mặc dù là đại tông chân tiên giới, cũng chỉ có một vị, chính là tổ sư lập phái cửu nguyên quan. Lam Nhan nói ra, số lượng tồn tại đại la cảnh, Hàn Lập nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, tu vi ta mặc dù không thấp, nhưng không phải người cửu nguyên quan tự mình bồi dưỡng, chỉ là tán tu gia nhập sau, lại là ảnh vệ chuyên chấp hành nhiệm vụ bí mật, địa vị trong quan không cao, sự tình biết đến cũng không nhiều. Theo ta được biết, cửu nguyên quan có 10 năm vị đại la cảnh, theo thứ tự là cửu nguyên quan chủ, hai vị phó quan chủ, tứ đại thánh sứ, tám đại tôn giả. Tuy nhiên, trong cửu nguyên quan bí mật rất nhiều, hẳn còn tồn tại đại la khác. Lam Nha nói như thế. Hàn Lập nghe lời nói này, âm thầm hít sâu một hơi. Trong cửu nguyên quan lại có nhiều tồn tại đại la như vậy, khó trách Giao Tam lại để hắn nâng cao thực lực một chút, lấy thực lực của hắn giờ này, tùy tiện đi vào cửu nguyên quan cứu người, không khác lấy trứng trọi đá. Diệu pháp tiên tôn phái các ngươi tới bắt ta thực lực như thế nào? địa vị trong quan là gì hàn lập đang cân nhắc lại hỏi diệu pháp tiên tôn là một trong tứ đại thánh sứ cửu nguyên quan đã chém một thi tu vi đại la trung kỳ lam nhàn nói ra đại la trung kỳ con người hàn lập co rụt lại tiến vào đại la cảnh trở đi mỗi một cảnh giới tăng lên thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất bây giờ hắn rất nhiều thủ đoạn đối mặt tu sĩ đại la cảnh sơ kỳ chỉ cần đối phương không phải quá lợi hại lấy thời gian pháp tắc chi lực bản thân nắm giữ kết hợp nhiều thủ đoạn có thể tự chống lại một hai, nhưng đối mặt đại la cảnh trung kỳ thì tuyệt đối không phải đối thủ. Hắn lập tức hỏi thăm Lam Nhan một vài vấn đề, Lam Nhan đều tường tận giải đáp, giúp Hàn Lập nhận biết sơ bộ về cửu nguyên quan. Càng hiểu rõ, trong lòng Hàn Lập càng thêm lạnh lẽo. Thực lực cửu nguyên quan vượt ra ngoài dự đoán của hắn, nhiễm nhiên không phải một tiên cung như trước đây có thể so sánh, thật sự là một quái vật khổng lồ. Muốn cứu kim đồng ra từ đó mà chỉ dựa vào mình hắn chỉ sợ muôn vàn khó khăn, thậm chí là tuyệt đối không thể. Thế nhưng mặc kệ bao nhiêu khó khăn, hắn cũng không nghĩ tới lùi bước, bất luận thế nào cũng phải cứu ra. Hàn lập hỏi xong vấn đề muốn hỏi liền phái Lam Nhan tiếp tục điều khiển phi thuyền, hắn lần nữa khoanh chân, vận chuyển đại ngũ hành nguyễn thế quyết cố gắng khôi phục thời gian pháp tắc. Cách chỗ bọn người Hàn lập không biết bao xa, trung thổ tiên vực, thiên đình. Ở đây có vô số tiên sơn đổ sộ cao vút, liên miên đến cuối chân trời, không biết bao nhiêu tòa, dường như trên mỗi một tòa tiên sơn đều tọa lạc một hoặc vài tòa thiên cung tiên khuyết tiên kiều như cầu vồng núi các tiên sơn với nhau, còn có từng đám tường vân, cung điện lơ lửng các nơi, tiên vân lượn lờ, linh hạc bay lượn, khắp nơi đều rào rạt tiên khí. Những tia sáng chói mắt từ trong tiên sơn cung khuyết tản ra, bước lui cả quang mang trên trời, đây như thể là nơi tụ tập của tất cả ánh sáng thế gian, không một chút âm u. Đâu đó ở thiên đình, nơi này tràn ngập mây khói màu trắng nồng đậm, biến ảo thành các loại hình dạng khác biệt, khi thì ngưng tụ thành từng đầu cự long, chém giết lẫn nhau, khi thì lại huyễn hóa thành ngàn vạn bạch mã, lao nhanh qua, hoặc lại hóa thành đại dương vô biên màu trắng, sóng dữ quay cuồng. Trên mây khói màu trắng, một cung điện khổng lồ tọa lạc như thành trì. Cung điện này toàn thân trắng như tuyết, khắc họa vô số phù văn lớn như cái đấu ở khắp nơi, còn có một số phù văn như ẩn như hiện bay múa xoay quanh cung điện. Xung quanh đại điện có rất nhiều giáp sĩ màu trắng đứng, tay cầm vũ khí, thân thể những giáp sĩ này rõ ràng cũng là mây mù màu trắng hình thành, nhẹ nhàng phiêu đãng mỗi giáp sĩ tản ra khí tức rất cường đại, không kém tu sĩ thái ất bình thường, vũ khí nắm trong tay còn là cấp bậc nhập phẩm tiên khí, tỏa ra ba động pháp tác nhàn nhạt. Trên cửa chính của cung điện cao mấy trăm trượng, treo một tấm biển màu vàng, phía trên in nổi bốn chữ lớn Bạch Vân Đạo Cung, kiểu chữ linh động mờ mịt, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ly tấm biển bay đi. Trong đại điện, chủ tọa trên đài cao, một bóng người màu trắng đang ngồi, mặc dù như thể trì trệ, nhưng khuôn mặt, thân hình tất cả đều mơ hồ không rõ, khiến người ta có cảm giác cực kỳ mờ mịt, giống như chân thân ở sâu trong hư không vô tận, hiển lộ ở đây chỉ là một ảnh chiếu. Một uy áp gần như thiên đạo từ trên thân bóng người màu trắng tản ra, tràn ngập toàn bộ đại điện, mọi thứ trong điện, thời gian, không gian dường như cũng nằm trong tay bóng người kia. Giờ phút này trên đại điện, một người đang đứng đó, một hư thể do ngọn lửa màu vàng hình thành, nhìn dung mạo thì chính là kỳ ma tử. Thuộc hạ dẫn động tàn hồn ấn ký văn thái tuế lưu lại trong tuế nguyệt thần đăng, cùng thạch không mặc đồng quy vô tận, tuế nguyệt tháp cũng sụp đổ theo. Thuộc hạ nghe nói sau đó thông thiên kiếm phái lại dẫn nổ toàn bộ không gian thái tuế tiên phủ, những người kia hẳn không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ là bọn người hàn lập, liễu tự tại thực lực bất phàm, lại có thạch không mặc tồn tại đại la đỉnh phong, có lẽ có biện pháp để trốn ra cũng chưa biết được. Mong rằng đại nhân mau chóng điều động nhân thủ tiến về kim nguyên tiên vực, xác nhận đám người hàn lập sống chết ra sao, chuẩn bị cho công việc tiếp theo. Thần sắc kỳ ma tử cực kỳ cung kính, nói với bóng người trên đài cao. Ta đã nhận được bẩm báo của thông thiên kiếm phái, chỉ là trong đó có vài tình huống bọn chúng cũng không nói rõ ràng, thì ra mọi chuyện xảy ra như thế. Chỉ là theo lời ngươi nói, ngươi ngẫu nhiên cuốn vào trong thái tuế tiên phủ. Một thanh âm xa xăm từ miệng bóng người màu trắng nói ra, nghe không ra hỉ nộ. Đúng vậy, trưởng thiên bình chính là đồ vật mà trí tôn đại nhân nghiêm lệnh tìm về, thuộc hạ vì lấy lại bình này khi đuổi theo hàn lập kia, ngẫu nhiên gặp thái tuế tiên phủ xuất thế, đã bị cuốn vào, Bất quá Thái Tuế Tiên phủ vì sao lại xuất hiện tại Tiểu Kim Nguyên Tiên vực, trong đó còn giam giữ nhiều tù phạm như vậy, Thuộc Hạ thực sự không hiểu, năm đó không phải Văn Thái Tuế. Kỳ Ma tử hỏi, sự tình Văn Thái Tuế, ngươi không nên hỏi nhiều. Bóng người màu trắng đột nhiên mở miệng, ngắt lời Kỳ Ma tử. Vâng, Thuộc Hạ lỡ lời. Trong lòng Kỳ Ma tử run lên, vội vàng nói, theo lời ngươi nói, Hàn Lập kia giờ tu vi mới Thái Ất hậu kỳ, với thực lực của ngươi, vì sao không thể đoạt lại Trường Thiên Bình? thanh âm bóng người màu trắng ngừng lại một chút, hỏi lần nữa. Hàn lập mặc dù tu vi thái ất cảnh, nhưng hắn đã luyện toàn bộ đại ngũ hành huyến thế quyết chuyên khắc chế, đoạn thời lưu hỏa tập người này còn lĩnh hội gia thần thông ngũ hành huyến thế, lại thêm luân hồi điện, các thế lực man hoang giới vực trong thái tuế tiên phủ ngay lúc đó đều tới. Thuộc hạ vô năng, không những không thể đoạt lại trường thiên bình, còn bị bọn chúng liên thủ hủy đi đạo thể, xin đại nhân dáng tội trách phạt. Sâu trong ánh mắt kỳ ma tử chớp lên quang mang, trầm thống nói thật là thực lực đối phương quá mạnh sao? hay là người có mưu đồ khác đến mức bỏ lỡ thời cơ? theo ta biết, người một mực tìm kiếm đại ngũ hành nguyễn thế quyết trước đây ít năm còn điều động đồ đệ dưới tay mình ra ngoài bóng người màu trắng chậm rãi nói ra nhiệt độ trong điện giảm đột ngột thuộc hạ đáng chết không nên giấu giếm thuộc hạ đúng là muốn từ trong tay hàn lập lấy được công pháp đại ngũ hành nguyễn thế quyết tuy nhiên thuộc hạ tuyệt không dám vì việc riêng bản thân mà chậm chế việc lớn của trí tôn đại nhân lần này thất thủ Thật sự bởi thực lực đối phương quá mạnh, vẫn xin đại nhân minh xét. Kỳ Ma tử biến sắc, quỳ bịch một tiếng xuống, sợ xanh mặt nói. Bóng người màu trắng gõ nhẹ ngón tay lên tay ghế, hồi lâu không nói, mặc cho đại điện tĩnh lặng. Một cô áp lực khổng lồ xoay quanh điện, giống như một con cự thú vô hình. Trên mặt Kỳ Ma tử, sự sợ hãi ngày càng đậm, thân thể hư hóa cũng bắt đầu run rẩy. Chương 1138, gió cuộn mây vần. Quên đi, cái tên thạch không mặc điên điên khủng khủng kia đã lộ diện, việc ngươi thất thủ cũng là điều tất yếu. Có điều, trường thiên bình chính là vật mà trí tôn yêu cầu đích danh. Nhưng lúc này, thiên đình bởi vì trù bị bồ đề thịnh yến nên tạm thời không thể điều đi quá nhiều nhân thủ. Hơn nữa, kim nguyên tiên vực lại nằm trong phạm vi thế lực của cửu nguyên quan, phái người khác đi thăm dò quả thật không thích hợp. Vì vậy việc truy xét sự tình trường thiên bình vẫn phải do người của tiên ngục ra tay, nhưng tuyệt không cho phép thất bại lần thứ hai, người đã minh bạch thân ảnh màu trắng trầm mặc một lát rồi chậm rãi lên tiếng ngữ khí đã hòa hoãn rất nhiều luồng áp lực xoay vần bên trong điện cũng chậm rãi tiêu tán vâng thuộc hạ minh bạch thuộc hạ lập tức điều động tất cả giám sát tiên sứ tiến về kim nguyên tiên vực tìm hiểu tình hình của hàn lập lần này nhất định sẽ thu hồi bằng được trường thiên bình kỳ ma tử nghe vậy thì đại hỷ nếu như y vẫn được tiếp tục truy tung hàn lập thì việc cướp đoạt đại ngũ hành nguyễn thế quyết vẫn có hy vọng không nhỏ lập tức mừng rỡ khấu đầu lĩnh mệnh cũng không cần gióng chống khua chiêng như thế, ngoài lòng trong chặt mới tốt. Thân thể ngươi hiện đã bị hủy, một lát nữa ta sẽ phái người đem cho ngươi một đóa thiên hỏa thánh liên, giúp ngươi đúc lại đạo thể. Bóng người màu trắng tùy ý nói thêm, đa tạ đại nhân ban ơn, kỳ ma tử nghe vậy lại càng thêm vui vẻ, cúi dặm người hành lễ. Lui đi, bóng người màu trắng phất tay áo, nhàn nhạt nói, kỳ ma tử không dám nhiều lời. Lập tức kho người cáo lui, đã sắp sửa ra đến bên ngoài đại điện. Nhưng đúng lúc này, từ chân trời phía xa có một vầng mây đỏ vùn vụt bay tới, chẳng hề lên tiếng báo danh, trực tiếp đáp xuống trước cửa đại điện. Chỉ thấy hào quang lóe lên một cái biến thành một nữ tử tóc đỏ. Nàng thoạt trông chỉ mới 20 tuổi, làn da trắng nõn nà, chân mày như tranh vẽ. Dung nhan này nói là điên đảo chúng sinh, phong tình vạn chủng cũng vẫn chưa đủ. Thân hình nàng lại càng thêm 10 phần kiều diễm, một tầng váy dài đỏ thấm lung linh ôm sát lấy những đường cong cơ thể tuyệt mỹ, quả thật khiến cho chúng sinh điên đảo, nữ tử tóc đỏ tuy sở hữu dung mạo tuyệt thế, nhưng phong thái của nàng lại tràn ngập một loại ý chí cao ngạo không hề giấu giếm. Tựa như một hoa hồng bừng bừng liệt diếm, dù là ai cũng không thể tới gần. Ô, đây chẳng phải là ngục chủ kỳ ma tử hay sao? Nghe nói người lần này xuất mã chẳng những chịu nỗi nhục bại trận, mà đạo thể cũng bị người ta hủy diệt. Ta vốn nghĩ rằng không có lửa thì sao có khói. Bởi lẽ, ngục chủ đại nhân dù sao cũng là đại la thiên tài được thiên đình chúng ta công nhận thật không thể tưởng tượng được việc này lại là sự thật nữ tử tóc đỏ làm như tùy liếc nhìn kỳ ma tử bên cạnh cao thấp đánh giá một phen rồi khanh khách nói cười thanh âm của nàng tuy thanh thúy dễ nghe nhưng lại đầy vẻ diễu cợt mục quang của kỳ ma tử chợt lóe lên lửa giận nhưng lập tức cưỡng ép dần xuống không để nộ hỏa phát tác tham kiến bạch vân đại nhân nữ tử tóc đỏ không nói thêm gì với y nữa mà cúi mình thi lễ với bóng người màu trắng tọa trên đài cao động tác dường như tùy ý khác hẳn với vẻ khúm núm sợ sệt của kỳ ma tử trước đó. Là xích mộng A, không cần đa lễ, hành trình lục lâm tiên vực vừa rồi có được thuận lợi. Bóng người màu trắng ha ha cười lớn, tỏ thái độ vô cùng hòa ái với nữ tử tóc đỏ. Mọi việc đều thuận lợi, việc đại nhân phân phó đã xử lý thỏa đáng. Tổng cộng đã mua được 3.000 quả lục tâm tiên thực, 6.000 quả mẫu bàn đào cùng một vạn hồng loa ngọc quả. Hết thảy đã được đưa đến bách chân ti nhập vào sổ sách. Tóc đỏ nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, có phần tự mãn nói. Vậy thì tốt rồi, những vật phẩm này đều được sử dụng trong bồ đề thịnh yến sắp tới, không thể xảy ra bất cứ sơ suất nào. Bóng người màu trắng gật đầu một cái, đại nhân yên tâm, ta đã tự mình kiểm tra từng quả một, tất cả đều là thượng phẩm. Tóc đỏ nữ tử ôm quyền bảo đảm, xích mộng ngươi làm việc cẩn thận, ta tất nhiên rất yên tâm. Lần này đi lục lâm tiên vực xa xôi, đã khổ cực rồi, hãy lui về hảo hảo tính dưỡng thật tốt đi. Bóng người màu trắng gật gật đầu nói thêm chỉ là một chuyến đi xa mà thôi, thuộc hạ không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Vừa rồi ta từ xa nghe được đại nhân đang đàm luận với kỳ ma tử về trường thiên bình. Chẳng lẽ đúng là trí bảo năm xưa cửu nguyên quan bị người ta trộm mất? Ánh mắt nữ tử tóc đỏ lóe lên một chút rồi lại tiếp lời. Kỳ ma tử và xích mộng có quan hệ chẳng mấy tốt đẹp. Y đang định cáo từ ly khai, nhưng vừa nghe xích mộng nhắc tới chuyện kia, liền lập tức dừng bước, sắc mặt khẽ biến. Đúng vậy, đúng là vật ấy. Chí tôn đã nghiêm lệnh phải tìm về bằng mọi giá. Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy hứng thú với chuyện này? Bóng người màu trắng tựa tiếu phi tiếu nói. Vật mà trí tôn đại nhân chỉ rõ đương nhiên khiến ta cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, trên đường ta phản hồi có nhận được tin từ tổ mẫu, căn dặn ta phải lưu ý việc này một chút. Xích mộng cười khẽ nói. Xích dung đạo hữu sao? Nàng đã xuất quan, bóng người màu trắng có chút động dung, lên tiếng hỏi han. Thân hình kỳ ma tử cũng run lên nhẹ nhẹ, tựa hồ rất sợ hãi danh tự này. Tổ mẫu vừa mới xuất quan mấy năm trước, dặn dò ta thay người đến vấn an Bạch Vân Đại Nhân. Xích mộng khẽ liếc kỳ ma tử một cái, rồi tiếp tục bẩm báo. Mấy năm nay ta tiếp nhận mệnh lệnh của trí tôn đại nhân, quản lý mọi việc của thiên đình. Tiếc rằng ra không quen xử lý loại sự vụ này, nhìn chung làm việc vẫn có nhiều sơ hở. Nay xích dung đạo hữu xuất quan thật quá tốt, không lâu nữa ta sẽ xin chỉ thị của trí tôn, nhưng quyền trưởng quản cho xích dung đạo hữu ta cũng có thể thanh thản một chút. Bóng người màu trắng cười nói, Bạch Vân Đại Nhân nói đùa rồi, mấy năm qua nhờ có người chấp trưởng thiên đình, chuyện binh đao giữa các đại tiên vực đại giảm, nơi nơi phồn vinh hưng thịnh. Nếu như để cho một vị đạo tổ khác chấp trưởng, bất kể là ai cũng không thể nào làm tốt hơn. Tổ mẫu đã từng nói, dưới chướng thiên đình có rất nhiều vị đạo tổ, luận pháp lực có lẽ Bạch Vân Đại Nhân không phải người đứng đầu, nhưng nếu xét năng lực cai quản, chắc chắn chẳng có mấy vị đạo tổ có thể theo kịp người xích mộng cười tơi như hoa, lấy lòng bóng người màu trắng. Ha ha, xích dung đạo hữu đã quá khen rồi, bạch vân đạo tổ cũng cười lớn, nếu như xích dung đạo hữu có hứng thú với sự tình trưởng thiên bình, vậy thì kỳ ma tử, người hãy nói rõ những sự việc liên quan đến trưởng thiên bình cho xích mộng nghe một chút. Bạch vân đạo tổ lập tức đối với kỳ ma tử nói ra. Vâng, kỳ ma tử trần chờ một chút nhưng buộc phải đáp ứng, cẩn thận trình bày toàn bộ thông tin tình báo liên quan đến hàn lập. Thì ra là thế, ngược lại, tên hàn lập này thật là một người thú vị từ hạ giới phi thăng mới chỉ hai ba vạn năm đã tu luyện đến cảnh giới cao như thế tốc độ tu luyện có thể nói là nhanh chưa từng có khóe miệng xích mộng hơi hơi nhếch lên cảm thấy một chút hứng thú xích mộng ngươi còn có điểm không biết trường thiên bình chính là trí bảo giữa trời đất này mang bảo vật này bên mình có thể chiếm đoạt tạo hóa trong thiên địa việc này ngược lại không có gì đáng kinh ngạc bạch vân đạo tổ chậm rãi nói thì ra là thế bạch vân đại nhân hiện kỳ ma tử bị hủy đạo thể, trong thời gian ngắn không thể khôi phục hoàn toàn, huống hồ hắn đã tự mình ra tay đối phó hàn lập kia và rồi thất bại. Nếu lại tiếp tục giao việc này cho người của tiên ngục, e rằng kết quả sẽ chẳng khác là bao. Chỉ bằng việc truy bắt tên hàn lập cứ giao cho thuộc hạ, ta tất nhiên sẽ tóm cổ hàn lập cùng với trưởng thiên bình, hết thảy mang về giao do đại nhân xử trí. Xích mộng giật mình gật đầu, lại liến thoáng một hồi. Xích mộng đạo hiếu, nhiệm vụ thu hồi trưởng thiên bình, đại nhân đã giao cho thuộc hạ rồi trước đây ta nhất thời chủ quan, lần này ta sẽ mang theo diệt thời Kim Luân, đương nhiên sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ ma tử nghe vậy thì cuốn lên, vội vã lên tiếng. Kỳ ma tử, người hiện ngay cả đạo thể cũng không có, làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Cải tạo đạo thể củng cố tu vi tối thiểu sẽ tiêu phí không ít thời gian. Chẳng lẽ chúng ta phải đợi ngươi chuẩn bị thỏa đáng hết thảy rồi mới bắt đầu truy bắt hàn lập sao? Với tâm cơ của người này, chỉ e đến lúc đó hắn đã cao chạy xa bay không biết đến tận phương trời nào xích mộng cười mỉm mai kỳ ma tử cho mày đang muốn tiếp tục tranh luận kỳ ma tử lời xích mộng nói cũng có đạo lý ngươi hiện giờ đạo thể còn chưa thành trước hết hãy ở lại thiên đình tĩnh dưỡng đi bạch vân đạo tổ đột nhiên khoát tay chặn hỏng kỳ ma tử vâng kỳ ma tử xứng người nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của bạch vân đạo tổ đành không cam lòng tuân theo xích mộng nếu như ngươi chủ động xin đi giết địch vậy nhiệm vụ truy bắt hàn lập sẽ giao cho ngươi có điều kỳ ma tử đã trắng tay một lần, người tuyệt đối không thể thất bại nữa. Bạch Vân Đạo Tổ nghiêm giọng căn dặn xích mộng, Bạch Vân Đại Nhân yên tâm, ta sẽ không giống như người khác, xin Đại Nhân cứ chờ tin tốt của ta. Xích mộng ôm quyền cười khẽ, thân hình chợt nhoáng lên rồi hóa thành một vầng mây đỏ bay ra khỏi đại điện, biến mất trong chớp mắt. Kỳ ma tử cũng không lưu lại nữa, lập tức cáo từ ly khai. Trong chốc lát, đại điện chỉ còn lại một mình Bạch Vân Đạo Tổ. Xích sung đạo hiếu, ma chảo của ngươi càng ngày lại càng vươn dài rồi, ha ha. Bạch Vân Đạo Tổ cười lạnh một tiếng, rồi đứng lên, xoay người đi vào sâu bên trong đại điện. Cùng lúc, ở một địa phương khác trong thiên đình, nơi mà toàn bộ cung điện được xây từ một loại tinh thạch màu hồng nhạt. Ở đây có một nữ tử mặc quần màu lục đang ngay ngắn đả tọa đúng là diệu pháp tiên tôn. Sắc mặt nàng hiện tại vô cùng âm trầm, đang chăm chú quan sát một khối ngọc bài đỏ sậm lơ lửng trước mặt, trên mặt ngọc bài có thể mơ hồ nhìn thấy một cái đồ án thiềm thư màu vàng đất nhưng ngọc bài này hiện đã dặn nứt phân thành mấy mảnh sắc mặt của hai thị nữ mặc quần màu lục đứng bên cạnh nàng giờ này đang vô cùng sợ hãi bản mệnh bài của lam nguyên tử và lam nhan thì sao diệu pháp tiên tôn chậm rãi mở miệng hỏi bản mệnh bài của lam nguyên tử cũng đã nứt toác nhưng vẫn chưa hoàn toàn vỡ vụn còn bản mệnh bài của lam nhan chẳng có gì khác thường nhưng thủy trung không thể nào liên lạc được với nàng e rằng đã bị người ta không chế một thị nữ vội vàng đáp Đôi mắt đẹp của diệu pháp tiên tôn nhíu lại, nhất thời không nói thêm gì. Thánh sứ đại nhân, quan chủ cũng đã nghe nói việc này. Lão nhân gia vừa mới truyền tin xuống, đối với việc không thể đoạt lại trưởng thiên bình mười phần tức giận. Thị nữ còn lại trần trừ một chút, rồi nhẹ nhàng bẩm báo. Ta biết rồi, các ngươi lui xuống đi. Diệu pháp tiên tôn nhíu chặt lông mày, xua xua tay. Hai thị nữ thấy vậy, hết sức nhu thuận thi lễ một cái rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Hàn lập, Xem ra ta thật sự đã coi thường ngươi rồi Đã vậy, bổn tỏa sẽ tự mình ra tay Để xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực Diệu pháp tiên tôn trở đứng dậy Giọng điệu hết sức cương quyết Lời còn chưa dứt Thân hình nàng đã nhoáng lên một cái Tiêu thất vô tung giữa hư không Khu vực biên giới tây bắc của tiểu kim nguyên tiên vực Nơi này có địa thế bằng phẳng Đất đai phì nhiêu Mật độ nhân khẩu so với kim nguyên sơn mạch trước đây đông đúc hơn nhiều Cũng tồn tại vô số tông môn thế lực Trong đó Tông môn trọng địa của môn phái đệ nhất tiểu kim nguyên tiên vực, thông thiên kiếm phái, chính là đặt ở đây. Bên ngoài biên giới Tây Bắc chính là đại hải minh mông. Tuy nguyên khí trong hải dương rất nồng đậm, nhưng cũng hung mãnh dị thường. Vì nơi đây thường xuyên xuất hiện phong bạo cực lớn, cho nên phiến hải dương này được xưng là phong bạo hải dương. Phong bạo hải dương chứa đựng tài nguyên phong phú, hấp dẫn vô số kẻ tới tầm bảo, khiến nhân khí thịnh vượng, không hề thuê kém kim nguyên sơn mạch. Tại một vị trí giáp biển, có một tòa thành cự đại tọa lạc, gọi là Kim Nguyên Thành. Diện tích Kim Nguyên Thành cực kỳ rộng lớn, nội thành càng vô cùng phồn hoa, chính là thành trì lớn nhất tiểu Kim Nguyên Tiên vực. Sở dĩ nơi đây phồn hoa như vậy, một phần là do số lượng kinh người của đội ngũ tầm bảo bị phong bạo hải dương hấp dẫn. Nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là bên trong Kim Nguyên Thành có một tòa xuyên vực truyền tống trận, kết nối trực tiếp với đại Kim Nguyên Tiên vực, nhờ đó mà có vô số người thường xuyên lai vãng giữa hai địa phương, tạo thành quang cảnh phồn hoa như ngày nay phía ngoài Kim Nguyên Thành có một quảng trường khổng lồ, lớn chừng vài chục dặm. Bên trên quảng trường là cơ man người đến kẻ đi, vô cùng hối hả, náo nhiệt. Mỗi thời mỗi khắc đều có một đạo độn quang từ đằng xa bay đến đáp xuống nơi này, hoặc là một số người từ nơi này bay lên không, hướng về chân trời phía xa. Một đạo độn quang xanh sẫm từ ngoài xa bay vụt đến, dừng lại trên bầu trời quảng trường ngoài thành, là một chiếc phi chu màu xanh lá cây. Thấp thoáng có hai bóng đứng trên phi chu, đúng là Hàn Lập và Lam Nhan, hai kẻ vừa bỏ ra thời gian mấy chục năm rốt cuộc mới đến được nơi này không hổ là đệ nhất đại thành tiểu kim nguyên tiên vực quả thật rất đồ sộ hàn lập phóng mắt nhìn khắp khu vực thành trì hầu như vô biên vô hạn phía trước gật gù khen ngợi kim nguyên thành này coi như tạm được nhưng một khi hàn đạo hữu đặt chân lên đại kim nguyên tiên vực đi tới cửu nguyên thành lúc ấy mới chính thức biết rõ thế nào là đại thành trì lam nhàn cười khẽ a à, phải không ta ngày càng nóng lòng đấy hàn lập nhàn nhạt trả lời khoát tay thu hồi Mạc long phi chu, rồi bay về phía Kim Nguyên Thành. chương 1139, bài danh tăng vọt. Kim Nguyên Thành chiếm diện tích rộng lớn, mỗi ngày người ra vào thành rất nhiều, ngoại trừ cửa thành, cấm chế giữa không chung và trên hộ thành cũng mở không ít cửa để tu sĩ ra vào. Hai người hàn lập từ giữa không trung bay vào một cửa trong thành, chỉ thấy khắp nơi trong thành chẳng chịt người đi đường, giữa không chung cũng có người bay tới bay lui, ngoài tu sĩ còn có rất nhiều phàm nhân ở đây trong thành đường đi rộng lớn chỉnh tề, thông suốt bốn hướng, từng cửa hàng cao lớn hùng vĩ san sát nối tiếp nhau, những cửa hàng này khác rất lớn những loại hàn lập thấy trước kia, lối kiến trúc nhìn qua có cảm giác như con buôn, phảng phất từng tòa cung điện hoa mỹ, mang theo mấy phần tiên khí. Lại có một ít cửa hàng lớn được kiến tạo ở giữa không trung, phảng phất cung khuyết trên trời, so với cửa hàng trên mặt đất lại cao hơn một tầng. Những cửa hàng giữa không trung này đều thuộc về một ít thương hội lớn thanh danh vang vọng tại tiên giới hàn lập còn nhìn thấy cửa hàng của các thế lực mà hắn biết như bách tạo sơn thăng long điện thậm chí hắn còn thấy được ma vực quảng nguyên trai như trước kia hàn lập có lẽ sẽ có tâm tư đi các nơi dạo chơi nhìn xem có chân phẩm gì lọt vào mắt hay không nhưng giờ phút này trong lòng hắn tràn đầy chuyện kim đồng bị bắt đối với những cửa hàng kia nhìn như không thấy trực tiếp bay đến phía khu vực trung tâm thành trì mấy hơi thở sau một tòa kim tháp lơ lửng giữa không trung xuất hiện ở phía trước khóa vực truyền tống trận kết nối đại kim nguyên tiên vực ngay trong tòa kim tháp này. Đại môn kim tháp đóng chặt, trước tháp là một quảng trường bạch ngọc, trên quảng trường người đi thưa thớt, nhìn vắng ngắt. Kim Lam quang mang chấp động, hai người hàn lập rơi vào trên quảng trường. Kỳ quái, ta và sư huynh ngày đó từ nơi này đi tiểu kim nguyên tiên vực, có chút náo nhiệt, sao giờ lại quạnh quẽ như vậy? Ánh mắt Lam nhan quét qua bốn phía, kỳ quái nói ra. Lông mày hàn lập cũng nhăn lại, không riêng gì tình huống kim tháp lúc trước, ngay khi hai người rơi vào trên quảng trường, lập tức có mấy đạo thần thức lan tràn tới, khẽ quét qua thân hai người. Mấy đạo thần thức này đều dị thường mơ hồ, hiển nhiên thi triển bí thuật dò xét, nếu hắn không có thần thức vô cùng cường đại, tuyệt không cảm ứng được. Lam Nhan mặc dù cũng là thái ất cảnh đỉnh phong, nhưng thần thức nàng cũng không quá cường đại, tự nhiên không cảm ứng được gì. Hàn Lập đang muốn dò xét ngược lại là ai, trong lòng đột nhiên động một cái, ngừng cử động, thần sắc như thường cất bước đi tới trước kim tháp. Tại mỗi bên trái phải đại môn đang đóng chặt, có một kim y giáp sĩ mặc phục sức thiên đình. Tòa khóa vực truyền tống trận này, tự nhiên cũng do thiên đình trưởng quản, mà tu vi hai tên kim y giáp sĩ cũng không thấp, đã đạt đến cảnh giới kim tiên, nhưng chỉ dùng để thủ vệ. Làm hàn lập không khỏi cảm thán tiểu kim nguyên tiên vực ở trung vực này, so với những tiểu vực phồn hoa trước đó hắn từng tới thì không thể so sánh nổi. Hai vị đạo hữu muốn làm gì? Một tên kim y giáp sĩ nhìn thấy hai người hàn lập tới, mặt không thay đổi hỏi. Hàn Lập và Lam Nhan vì không muốn để người chú ý, đều áp chế tu vi xuống cấp kim tiên. Bái kiến hai vị đạo hiếu, chúng ta muốn dùng khóa vực truyền tống trận, tiến về đại kim nguyên tiên vực. Hàn Lập cười chắp tay nói, các ngươi tới không khéo rồi, khóa vực truyền tống trận vài ngày trước có chút vấn đề, tạm thời đóng lại, các ngươi sau này lại đến đi. Kim y giáp sĩ lạnh như băng nói, khóa vực truyền tống trận xảy ra vấn đề, không biết lúc nào sẽ sửa xong. Hàn Lập nghe vậy khẽ giật mình, hỏi, Việc này chúng ta cũng không rõ, chờ trận pháp truyền tống chữa trị xong, tự nhiên sẽ công bố ra, hai vị đạo hữu thường xuyên chú ý tin tức trong tiên sản là được. Một kim y giáp sĩ chỉ một tòa kim tháp to lớn cách đó không xa đang lơ lửng giữa không chung, chính là tiên sản thành này. Đa tạ hai vị chỉ điểm, ý niệm trong lòng hàn lập nhanh quay trở lại, gật đầu nói cảm ơn một tiếng, bay về phía tiên sản nơi đó. Làm nhàn yên lặng theo sau, trong một tòa đại điện của đỉnh kim tháp, bốn tu sĩ mặc kim bào xếp bằng ở đây, nhìn phục sức đều là người thiên đình, trước mỗi người đều lơ lửng một viên cầu màu trắng lớn chừng quả đấm. Giờ phút này trong viên cầu màu trắng hiện ra thân ảnh Hàn Lập và Lam Nhan, nhẹ nhàng dập dờn. Trong viên cầu, Hàn Lập và Lam Nhan rất nhanh rời khỏi phụ cận kim tháp, thân hình rơi vào trước tiên sạn. Tiên sạn nơi đó người qua lại như thoi đưa, thân ảnh hai người rất nhanh hòa vào trong dòng người. Căn cứ tin tức tình báo, mục tiêu có thần thức cường đại dị thường, loại trình độ ba động cảm giác này khẳng định không thể gạt được hắn hai người này không cảm ứng được chúng ta dò xét, xem ra cũng không phải người chúng ta muốn tìm. Một nam tử mũi ưng cầm đầu nói ra, những người khác cũng nhao nhao gật đầu nhẹ, trong tay bấm niệm pháp quyết, dò xét những tu sĩ khác đang đến kim tháp. Chuyện này đã qua mười mấy năm rồi, một chút tung tích hàn lập kia cũng không tìm được, không phải là hắn đã dùng những phương pháp khác rời khỏi tiểu kim nguyên tiên vực rồi chứ. Một trung niên nam tử mặt tròn điều khiển hạt châu màu trắng trong tay, khẽ nhíu mày nói ra. Thế nào, lúc này mới mười mấy năm lương đạo hữu đã không kiên nhẫn nữa rồi một lão giả tóc xám khác nhìn trung niên nam tử mặt tròn một cái nói ra điền đạo hữu người có chỗ không biết đạo lứa lương đạo hữu trước đây ít năm vừa mới sinh hạ một nhi tử còn chưa kịp hưởng thụ niềm vui gia đình đã bị sai tới tiểu kim nguyên tiên vực này rồi nên tự nhiên nóng vội đấy một trung niên mỹ phụ cuối cùng cười nói ha ha thật sao vậy phải chúc mừng lương đạo hữu rồi lão giả tóc xám ngoài cười nhưng trong không cười nói Trung niên nam tử mặt tròn nghe hai người đối thoại, chỗ sâu trong mắt hiện lên một tia cay đắng không để người biết, trên mặt không biểu hiện ra mảy may, luôn miệng nói tạ ơn. Tốt, xích điện chủ phái chúng ta tới đây là tìm kiếm hàn lập kia, không phải để cho các ngươi nói chuyện phiếm, hiện tại hãy chuyên tâm dò xét đi, có chuyện phiếm gì muốn nói, chờ thay ca rồi hãng nói. Nam tử mũi ưng nhìn lại, trầm giọng nói ra, ba người đáp ứng một tiếng, chuyên tâm điều khiển hạt châu màu trắng trong tay. Vào thời khắc này, lông mày trung niên nam tử mặt tròn đột nhiên nhíu một cái, hư một tiếng trầm thấp, quang mang trên hạt châu màu trắng trước người cũng hơi loạn. Lương đạo Hữu sao vậy? Nam tử mũi ưng nhìn lại, không có gì, chỉ là thao túng chuyển luân chân châu tiêu hao thần thức rất lớn, tại hạ trước đây ít năm lúc ra ngoài thi hành nhiệm vụ gặp phải cường địch, dẫn đến thần thức bị hao tổn, có chút chống đỡ không nổi. Trung niên nam tử mặt tròn lộ vẻ xấu hổ nói, nam tử mũi ưng nhíu mày, cảm ứng thần thức trung niên nam tử mặt tròn xác thực khác thường, chợt ba động cao thấp, mà lại từ từ suy yếu. Nếu Lương đạo hữu có thương tích trong người, trước hết đi nghỉ ngơi đi, dù sao chỉ còn nửa ngày nữa là thay ca, sự tình dò xét tiếp theo giao cho ba người chúng ta là được." Lão già tóc xám trừng mắt lên nhìn, nói ra, "Bốn người dò xét và ba người dò xét cũng không khác nhau quá nhiều." Trung niên mỹ phụ cũng nói, "Trung niên nam tử mặt tròn đưa ánh mắt cảm kích về phía hai người, sau đó nhìn về phía nam tử mũi ưng. Nếu Điền đạo hữu và Lưu đạo hữu đều nói như vậy, Lương đạo hữu trước xuống nghỉ ngơi đi, mau chóng chữa trị khỏi thân thể, tình huống như thế về sau hy vọng không xảy ra nữa. Nam tử mũi ưng suy nghĩ một chút, trầm giọng nói ra. Vâng, trung niên nam tử mặt tròn đáp ứng một tiếng, lật tay thu hồi hạt trâu màu trắng, đi ra ngoài. Lúc này Hàn Lập và Lam Nhan chen chúc trong đám người, bước vào tiên sạn. Hắn còn không biết bởi vì chính mình cẩn thận, không hành động thiếu suy nghĩ mà tránh thoát khỏi một lần nguy hiểm. Diện tích tiên sản nơi đây mặc dù lớn hơn nhiều so với tiên sản của tiên vực khác, nhưng bố cục cơ bản cũng giống nhau. Hai bên tiên sản là một ít cửa hàng, buôn bán các loại đan dược, tiên khí, linh tài, phẩm chất đều cực cao, hấp dẫn không ít tu sĩ tới xem. Khu vực trung tâm đứng vững một vách đá màu xanh to lớn cao tới ngàn trượng, phía trên viết đầy nhiệm vụ, chính là thạch bích ghi nhiệm vụ tiên sản. Mà phía sâu trong nhiệm vụ thạch bích kia, còn tọa lạc một pháp đài cao đến ngàn trượng, treo một tấm bảng danh sách dài ngàn trượng, Phía trên vẽ đầy muôn hình muôn dạng các thân ảnh, thình lình chính là Chu Tiên bảng. Phụ cận ba tầng nhiệm vụ thạch bích và Chu Tiên bảng bu đầy người, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn, tựa hồ nhìn thấy tin tức gì làm kích động. Trong lòng Hàn Lập hơi động, lập tức quét qua nhiệm vụ thạch bích và Chu Tiên bảng bên trong, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chỉ thấy thứ hạng của hắn trên Chu Tiên bảng thình lình tăng lên rất nhiều, cơ hồ thăng đến vị trí nhóm người, mà đã đổi thành tên Hàn Lập. Chứng cứ phạm tội liên quan đến hắn miêu tả cũng tăng thêm không ít, Hàn Lập thành viên luân hồi điện, tu luyện cấm thuật, tham gia mưu hại cung chủ Bắc Hàn Tiên cung Tiêu Tấn Hàn, cung chủ Kim Nguyên Tiên cung Đông Phương Bạch, cấu kết ma vực, hủy hoại căn cơ linh mạch Kim Nguyên Sơn mạch, làm sơn mạch đổ sụp, sinh linh đổ thán. Bất kể sinh tử, thường thưởng 5000 vạn tiên nguyên thạch. Mà trên nhiệm vụ thạch bích của tiên sản, Thiên Đình cũng ban bố nhiệm vụ, cũng là đuổi bắt chính hắn, hơn nữa còn ghi rõ các tin tức về hắn, thí dụ như có thanh trúc phong vân kiếm lôi thuộc tính, thân phụ ma khí, có thể thi triển cửu u ma đồng ma vực, biến thân thiên sát cự ma, nhục thân cường đại, tu luyện các loại thời gian pháp tắc. Trên nhiệm vụ còn lộ ra tin tức Hàn Lập bây giờ còn ở tại Kim Nguyên Tiên Vực, mà phía trên còn viết cho dù không bắt được người, nhưng cung cấp đầu mối cũng có thể đạt được thù lao phong phú dị thường. Mà bọn Giao Tam, Hồ Tam mặc dù cũng tham gia thái tuế tiên phủ, hai người bọn họ trên Chu Tiên Bảng cũng không có biến hóa gì, trên tiên sản càng không có nhiệm vụ bắt bọn họ, tất cả đầu mâu tựa hồ cũng chỉ hướng đến Hàn Lập. Hàn Lập này rốt cuộc là ai, để bắt hắn, thiên đình lại chịu trả đại giới 5.000 vạn tiên nguyên thạch. Chật chật, trên chu tiên bảng đã hồi lâu chưa từng xuất hiện giải thưởng lớn như thế a à? 5.000 vạn tiên nguyên thạch a à? có khoản thưởng này, ta tìm một chỗ động thiên phúc địa chân chính bế quan ngàn vạn năm, không vào giai thái ất thể không xuống núi. Nhìn ngươi có chút tiền đồ này, có nhiều tiên nguyên thạch như vậy, còn khổ công tu luyện làm gì, trực tiếp tìm một chỗ linh mạch khai tông lập phái, trở thành tổ sư khai tông cho đỡ hiền a à? Người có thể lên bài cao trên chu tiên bảng, há những kim tiên như chúng ta có thể nhúng tay vào. Đừng có mà ham giải thưởng, đem cả cái mạng nhỏ của mình mắc vào đấy. Hắc hắc, tần đạo hữu nói có lý, tiên nguyên thạch cho dù tốt, cũng phải có mệnh mới tiêu được. Có câu cầu phú quý trong nguy hiểm, các người có chút đảm lượng này, ta thấy cũng đừng tới đây nữa, về động phủ hảo hảo tu luyện đi. Hàn lập này hiển nhiên là nhân vật hung ác giết người không nháy mắt, chúng ta hay là chỉ xem náo nhiệt thôi. Người không thấy sao, người này là thành viên luân hồi điện, sự kiện Kim Nguyên Sơn mạch sụp đổ là do người này cấu kết với ma vực làm đấy. Sự tình Kim Nguyên Sơn mạch sụp đổ ta biết, không biết bao nhiêu phàm nhân, còn có tông môn thế gia trong Kim Nguyên Sơn mạch bị hủy bởi lần tai nạn này, người này thật sự là tội ác cùng cực. Đám người phụ cận mồm năm miệng người nghị luận ầm ý, sau khi khiển trách, không ít người lấy ra đồ vật đưa tin liên lạc tông môn, lưu ý tồn tại hàn lập. Lại có người trực tiếp âm thầm dò xét người xung quanh, dù sao treo thưởng 5.000 vạn tiên nguyên thạch thực sự quá mê người chương 1140, bị phát hiện rồi. Hàn đạo Hữu tình hình không ổn, hay chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Lam nhàn thấy tình huống xung quanh, không nhịn được truyền âm nói ra. Cấm chế hàn lập đặt trong thức hải nàng vô cùng lợi hại, nếu như hàn lập bị giết, nàng cũng không sống được. Hàn lập nhìn thấy mọi chuyện như vậy cũng lập tức sinh ra ý định rời khỏi Kim Nguyên Thành. Nhưng sau một khắc, hắn chợt nhớ tới khóa vực truyền tống trận đã đóng, lại cảm ứng được dò xét ở Kim Tháp lúc trước, tâm cảnh vốn lo lắng, nặng nề đột nhiên trở nên bình tĩnh trong nháy mắt mạch suy nghĩ cũng biến thành rõ ràng chưa từng thấy ngươi không cần bối rối coi như không có gì phát sinh là được thanh âm của hắn vang lên trong đầu lam nhan trên mặt hoàn toàn khôi phục bình tĩnh mỉm cười nhìn nhiệm vụ thạch bích thậm chí còn lộ ra vẻ hưng phấn giống mấy người gần đấy lam nhan nhìn thần sắc hàn lập biến hóa hơi ngẩn ra nhưng chẳng biết tại sao lại cảm thấy lời nói hàn lập có một loại tác dụng làm người ta chấn định thần sắc theo bản năng khôi phục bình tĩnh Hàn Lập đi đi lại lại xem xét nhiệm vụ thạch bích và chu tiên bảng giống như mọi người đang xem náo nhiệt. Hắn cùng Lam Nhan đều dùng mặt nạ luân hồi điện biến ảo dung mạo, đối phương dù là tồn tại đại la, chỉ cần không tra xét cụ thể, thì khó có thể phát hiện ra chân thân. Vừa rồi vẻ mặt bọn hắn biến hóa chỉ trong chớp mắt lập tức bình tĩnh trở lại, nếu không phải nhìn chằm chằm quan sát hai người, cực khó để ý sự thay đổi. Hơn nữa hai người bọn họ mới tới Kim Nguyên Thành, không làm sự tình gì khiến cho người ta nhắm tới, sơ hở nho nhỏ vừa rồi hẳn là không ai chú ý. Thế nhưng Hàn Lập không có nghĩ tới, sâu trong đám người ở tiên sạn lúc này, một đôi mắt đang nhìn chầm chầm hai người, chính là nam tử trung niên mặt tròn trong kim tháp lúc trước. Hai người kia quả nhiên có chút khả nghi, lúc trước chuyển luân châu dò xét nam tử kia không có phản ứng, thế nhưng thần thức hắn xuất hiện ba động rất nhỏ trong chớp mắt, dù có thể giấu được người khác nhưng không thể gạt tham hồn chi nhãn của ta. Đáng tiếc tới chậm một bước, không thể nhìn rõ phản ứng của hai người này đối với Chu Tiên Bảng, nếu không phán đoán sẽ càng nắm chắc hơn chút ít trong mắt nam tử trung niên mặt tròn hiện ra một tầng u quang kỳ lạ nhìn chằm chằm hàn lập và lam nhan hàn lập dạo qua một vòng tiên sản đánh tiếng vẫy lam nhan lẫn vào dòng người bất động thanh sắc rời đi ra khỏi tiên sản hai người lập tức bay về phía cửa xa xa một bóng người cũng đi khỏi tiên sản nhìn bóng lưng của hai người chính là nam tử trung niên mặt tròn muốn rời đi ngay xem ra hai người này hết sức khả nghi phải chăng nên báo tin cho những người kia không, chỉ là tìm một người khả nghi sẽ được thù lao quá ít. Tiên khiếu lân nhi trời sinh khô héo, muốn chữa chỉ cần tiêu tốn lượng tiên nguyên thạch khổng lồ, ta phải xác nhận trước thân phận người này, bảo đảm tuyệt không nhầm lẫn mới đi thông báo. Nam tử trung niên mặt tròn lật tay lấy ra một viên châu màu tím, sắc mặt biến đổi một hồi sau đó đem hạt châu màu tím thu lại, thân hình hóa thành một bóng đen như ẩn như hiện, đuổi theo hai người Hàn Lập. Hàn Lập cùng Lam Nhan mau chóng đến một lối ra kim nguyên thành, sau khi nộp phí rời thành liền bay rất nhanh đi. Hô, Hàn Lập thầm thở ra một hơi, trong lòng cũng buông lỏng theo. Đi, hắn phất tay, một cỗ thanh quang bao trùm hai người, bay về nơi xa. Nơi này là Kim Nguyên Thành, Mạc Long phi thuyền lấy từ pháp khí chữ vật xà thiềm, dù khả năng bị người khác nhận ra rất nhỏ, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm. Lấy độn tốc Hàn Lập, trong nháy mắt liền bay đi mấy trăm vạn dặm rời xa phạm vi Kim Nguyên Thành, lúc này mới chậm độn quang lại, cuối cùng ngừng hẳn. Hàn Đạo Hữu nơi này vẫn không quá an toàn sao không đi tiếp lam nhàn kỳ quái hỏi đương nhiên muốn đi thế nhưng trước khi đi có một số việc phải xử lý hàn lập mỉm cười hắn còn chưa dứt lời bỗng quay người đánh tới một đồi núi thấp bé phía sau bắt vào hư không ầm ầm một tiếng vang thật lớn cùng lúc gò núi ba động một bàn tay màu vàng óng to như ngọn núi hiện lên chụp lên gò núi gò núi giống như đậu hũ bị nghiền nát sụp đổ ngay lập tức mặt đất thậm chí bị đào một hố khổng lồ sâu vài trăm trượng. Đúng lúc này, một bóng người màu đen từ trong hố sâu bắn ra, hoảng hốt bỏ chạy về phía xa, chính là nam tử trung niên mặt tròn kia. Người này giờ đây bộc lộ hết khí tức, cũng là tu vi thái ất cảnh, nhưng chỉ là thái ất sơ kỳ. Còn muốn chạy, theo chúng ta lâu như vậy, cho là ta không phát hiện sao. Hàn lập hư lạnh một tiếng, cánh tay khẽ động, bàn tay vàng óng to lớn kia mơ hồ biến mất, sau một khắc liền lăng không xuất hiện trước bóng người màu đen, năm ngón tay khép lại nhanh như chớp, chụp bóng người màu đen vào trong lòng bàn tay, dùng sức bóp. Thân thể nam tử kia phịch một tiếng vỡ nát, nhưng không xuất hiện máu thịt tung tóe, mà lại hóa thành mấy trăm đạo hắc quang, vào tới bốn phương tám hướng, tốc độ đều cực nhanh. Hàn Lập nhíu mày, vậy mà không cảm nhận thấy chân thân đối phương, đối phương dường như thật sự tạo vô số hóa thân, giấu trong mỗi một đạo hắc quang. Tuy nhiên hắn cũng không bối rối, một tay bấm niệm pháp quyết. Kim quang lóe lên, chân ngôn bảo luân hiện lên phía sau hắn, gợn sóng màu vàng nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ xung quanh trong phạm vi ngàn trượng, bao phủ tất cả hắc quang lại. Tất cả hắc quang lập tức đình trệ tại chỗ, không nhúc nhích. Mười mấy năm qua, tất cả thời gian pháp tắc của hắn đều đã khôi phục, bộ dáng phảng phất như mạnh mẽ hơn. Hàn lập liền phất tay áo lên, vô số lôi quang màu vàng bắn ra, hình thành một lồng giam lôi điện, đem tất cả hắc quang bao lại. Diệt, ánh mắt hắn hiện lên lạnh lẽo, bấm niệm pháp quyết, điểm vào hư không một cái. Lồng giam lôi điện phóng mạnh lôi quang, sau đó nổ ầm ầm, như thể một vầng mặt trời nổ tung, trong nháy mắt tất cả hắc quang đều tiêu tan. Một tiếng kêu yếu ớt thảm thiết từ trong lôi quang truyền ra, lập tức lại bị bao phủ. Ra tay xong, Hàn Lập nhẹ nhàng thở ra, pháp tắc người kia hẳn là một loại ám ảnh pháp tắc, vốn bị lôi điện pháp tắc khắc chế, lại thêm chân ngôn bảo luân, đối phương không thể đào thoát. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết thu hồi chân ngôn bảo luân, gợn sóng màu vàng cùng lôi quang màu vàng xung quanh cũng nhanh chóng phiêu tán. Hàn đạo Hữu người kia là ai? Chẳng lẽ là thám tử thiên đình đã phát hiện chúng ta sao? Làm nhàn giờ phút này mới phản ứng lại, ngoài khâm phục còn lại có chút kinh hoàng hỏi. Tám thành là vậy, nhưng không quan trọng, hắn sẽ không tiết lộ tin tức của chúng ta. Hàn lập cười nhạt một tiếng, hắn có thể cảm giác được, nam tử trung niên mặt tròn kia không giống một loại phân thân, mà là một tu sĩ sống sờ sờ bản thân lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đem diệt sát, tin tức về bọn hắn hẳn không bị tiết lộ. Nhưng với lý do cẩn thận, hắn vẫn phải mau mau rời nơi này. Vậy là tốt rồi, Lam Nhan nhẹ nhàng thở ra, nói ra, Hàn Lập phất tay lấy ra mặc long phi thuyền, nâng thân ảnh hai người lên, vô cùng nhanh chóng vọt đi xa, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Lúc này, trong một sân nhỏ bí mật của Kim Nguyên Thành, một thiếu nữ tóc xanh lục lẳng lặng đứng ở đây, thưởng thức vườn hoa phía trước, chính là diệu pháp tiên tôn. Đúng lúc đó, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài đi tới, lại là một thiếu nữ váy xanh lục. Thánh sứ đại nhân, có tin tức truyền đến, thiếu nữ thấp giọng nói ra, a à, lần này thật sự tìm được tin tức hàn lập kia đi, đừng có mang tin không thật đến. Diệu pháp tiên tôn cũng không quay người, vẫn khẽ ngửi một đóa hoa màu hồng trong tay, miệng từ tốn nói. Tin tức lần này là từ nội ứng thiên đình tự mình mang đến, nghe nói còn có hình ảnh giao thủ, hẳn là thật, nhưng hắn yêu cầu giao trước mặt người thiếu nữ váy xanh đáp lại a à, vậy mau để hắn vào diệu pháp tiên tôn nghe lời nói này cầm đóa hoa ném đi tử tốn xoay người lại nói thiếu nữ váy xanh đáp ứng một tiếng bước nhanh ra ngoài lập tức mang theo một bóng người áo đen đến chính là nam tử trung niên mặt tròn kia giờ phút này sắc mặt y trắng bệch dị thường dáng vẻ nhìn đại thương nguyên khí nhưng thần sắc lại có chút hưng phấn bái kiến diệu pháp tiên tôn nam tử trung niên mặt tròn cung kính thi lễ một cái người có tin tức hàn lập Diệu Pháp Thiên Tôn nhìn nam tử một chút, nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, nam tử mặt tròn trả lời, sau đó lấy lại bình tĩnh, cẩn thận kể lại một lượt chuyện trong kim tháp phát hiện dị dạng hàn lập, theo dõi ở tiên sản, cuối cùng một đường theo dõi hắn ra khỏi thành, đồng thời cả tình huống giao thủ. Đây là hình ảnh chúng ta giao thủ. Nam tử trung niên lật tay lấy ra một viên châu màu đen, trong thân châu quang ảnh chấp động, đúng là tình huống y cùng hàn lập giao thủ. Chân ngôn bảo luân, lôi điện pháp tắc, không sai, Mặc dù dung mạo khác biệt, nhưng khẳng định hắn chính là Hàn Lập. Diệu Pháp Tiên Tôn nhìn hình ảnh trong hạt châu hình ảnh, nhãn tình sáng lên, quả quyết nói ra. Nam tử trung niên mặt tròn thấy phản ứng của Diệu Pháp Tiên Tôn, nhẹ nhàng thở ra. Vì kiểm chứng thân phận Hàn Lập, hắn bỏ ra một cái giá quá đắt, nếu không phải sẽ thua lỗ to. Người này bây giờ ở nơi nào? Diệu Pháp Tiên Tôn bỗng nhiên đứng lên, hỏi, ta thi triển Liệt Hồn chi thuật, lưu lại phân thân ở đây, lấy chân thân giao thủ cùng người này ở ngoài Kim Nguyên Thành hẳn là hắn coi như tiêu diệt ta hoàn toàn, bảo lưu được tin tức cho nên sẽ không sử dụng thủ đoạn cực đoan thoát đi. Mà hiện tại cách thời điểm chúng ta kết thúc chiến đấu không đến nửa khắc, với thủ đoạn của ngài, kể cả hắn thi triển thủ đoạn ý đồ chạy trốn gì, đều trốn không thoát lòng bàn tay của ngài. Nam tử mặt tròn lấy ra một địa đồ phụ cân kim nguyên thành, đánh dấu một địa điểm, là chỗ y cùng hàn lập sao thủ. Không sai, người làm việc cẩn thận, các phương diện cân nhắc đều rất cẩn thận, lục nhị, dẫn hắn đi xuống, trọng thường. Diệu pháp tiên tôn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nói với thiếu nữ váy xanh. Nam tử trung niên mặt tròn mừng rỡ trong lòng, nói lời cảm tạ diệu pháp tiên tôn một tiếng, theo thiếu nữ váy xanh rời tiểu viện. Bên cạnh diệu pháp tiên tôn lóe lên bóng xanh, hai kỳ nữ tuổi khoảng 16, dung mạo thanh tú hiện lên. Hai người đều mặc váy lụa mỏng màu xanh, dung mạo giống nhau như đúc, là một cặp tỉ muội song sinh. Thánh sứ đại nhân, nếu như đã nắm tình hình hàn lập, để tránh tiết lộ tin tức, người này có cần phải. Một trong hai tỷ nữ đưa tay quét ngang cổ, ánh mắt lạnh lẽo. Không cần, người này chỉ là tiểu nhân vật tham lợi ích thôi, tạm giam y ở nơi này hai ngày rồi thả đi, nếu để người khác biết chúng ta nói không giữ lời, thậm chí giết người diệt khẩu, về sau ai còn chịu làm việc thay cử nguyên quan chúng ta. Diệu Pháp Tiên Tôn từ tốn nói, vẫn là đại nhân ngài suy tính sâu xa, tỷ nữ áo xanh đáp ứng, những chuyện nhỏ nhặt này không cần quản nhiều, hiện tại quan trọng nhất là cuối cùng đã tìm được tung tích hàn lập bắt người này mới là trọng yếu. Diệu pháp tiên tôn dơ ngọc thủ lên, một đạo lam quang bao trùm hai người, bay đi. chương 1141, đạp không mà đi. Có một tử lâu nằm cách tiểu viện nơi diệu pháp tiên tôn vừa rời đi không xa. Tại một gian phòng trang nhã bên trong tử lâu là một nữ tử tóc đỏ đang ngồi ngay ngắn, đúng là xích mộng. Trước mặt nàng bầy la liệt hơn 10 bầu rượu, quá nửa số đó đã rỗng không. Xem ra ả Diệu pháp ngực phẳng này đã tìm được tung tích hàn lập. Xích mộng một tay nâng chén rượu, lướt mình băng qua gian phòng đến bên cạnh cửa sổ, mắt nhìn độn quang màu lam phía xa do rượu pháp tiên tôn biến thành, khẽ nhếch miệng cười. Xích mộng đại nhân thần cơ rượu toán, có phải người đã sớm biết lương phát là mật thám của cửu nguyên quan? Tương kế tiểu kế, trong gian phòng trang nhã còn có một người nữa đang đứng, chính là nam tử mũi ưng lúc trước từng xuất hiện trong tòa kim tháp. Ta cũng không biết, có điều nơi đây là kim nguyên tiên vực, là địa bàn của cửu nguyên quan. Dù chúng ta có sắp xếp, bố trí nhân thủ cao minh thế nào khẳng định cử nguyên quan sẽ có cách nhìn thấu vậy thì cần gì phải hao tâm tổn trí suy tính những việc vô dụng này chỉ bằng cứ để mọi thứ phát triển tự nhiên chúng ta chỉ cần một mực để mắt đến ả diệu pháp này tự ả sẽ thay chúng ta tìm ra hàn lập xích mộng uống một hơi cạn sạch chén rượu ngon trong tay không nhanh không chậm giải thích đại nhân cơ trí nhưng nếu chỉ như vậy thì chẳng phải đã để cho diệu pháp thánh sứ chiếm được tiên cơ giả sử nàng sử dụng thủ đoạn lôi đình bắt được hàn lập thì việc của chúng ta coi như hỏng bét nam tử mũi ưng tỏ vẻ lo lắng ngươi yên tâm hàn lập kia nếu đã có thể tránh né sự truy nã của thiên đình lâu như thế hơn nữa còn hủy diệt đạo thể kỳ ma tử ắt không phải nhân vật đơn giản không thể nào chỉ xuất thủ hai ba lần đã bắt được hắn xích mộng cười nhạt vâng mũi ưng nam tử thuận miệng hô ứng nhưng nội tâm vẫn có chút lo lắng diệu pháp đã đi xa chúng ta lập tức bám theo xích mộng chợt khoát tay tuôn ra hồng quang bao trùm hai người lập tức đuổi theo diệu pháp tiên tôn. Bầu trời phía trên một sơn mạch xanh ngắt của kim nguyên tiên vực bỗng nhiên rung động, thình lình hiện ra một tòa lôi trận kim sắc. Kim quang lóe lên, lộ ra hai thân ảnh bên trong, đúng là Hàn Lập và Lam Nhan. Sau khi rời khỏi kim nguyên thành, hai người bọn hắn vốn dùng Mạc long phi chu cật lực bỏ chạy một thời gian. Sau đó, Hàn Lập dứt khoát thu hồi Mạc long phi chu, thi triển vạn khiếu không tịch thuật che giấu toàn bộ khí thức tiên linh lực, thuần túy sử dụng thủ đoạn của huyền tiên để chạy trốn. Dù sao, áp lực không gian và trọng lực ở Kim Nguyên Tiên vực còn xa mới có thể so sánh được với tích lân không cảnh. Tuy hắn chỉ sử dụng lực lượng huyền tiên nhưng tốc độ cũng nhanh vô cùng, chẳng kém tốc độ độn quang là bao. Hơn nữa, Hàn Lập không ngừng thi triển lôi quang pháp trận, liên tiếp truyền tống mấy chục lần, một mạch chạy đến đây. Nơi đây cách rất xa Kim Nguyên Thành, Hàn Lập lại vận dụng hết khả năng xóa đi toàn bộ manh mối có thể giúp người khác truy tung hắn, hiện giờ hẳn là tạm thời an toàn. Hàn Lập xoay người nhìn về phía Kim Nguyên Thành một chút, sắc mặt có chút do so dự. Thiên Đình hiện đang truy đuổi hắn cực kỳ gắt gao, muốn thông qua xuyên vực truyền tống trận chạy đến Đại Kim Nguyên Tiên vực quả thực hết sức mạo hiểm. Vì kế hoạch sau này, vẫn nên dựa theo lời giao tam nói, bế quan tu luyện một một chút mới được. Tu vi Hàn Lập đã đạt đến thái ất cảnh đỉnh phong. Việc chuẩn bị tiến giai đại la cũng đã hoàn tất, giờ chỉ cần chọn thời điểm trùng kích mà thôi. Nếu có thể tiến giai đại la cảnh, thực lực của hắn liền nhất phi trùng thiên. Ngày sau đối mặt với cửu nguyên quan cứu viện Kim Đồng sẽ có thêm nhiều hy vọng. Hàn Lập phóng tầm mắt nhìn xung quanh một lượt, khẽ gật gật đầu. Vài năm trước đây, hắn đã cẩn thận nghiên cứu địa đồ Kim Nguyên Tiên vực, địa phương này hẳn là Thanh Châu Sơn mạch thuộc khu vực Tây Bắc Kim Nguyên Sơn mạch. Nơi này vắng vẻ, bên trong sơn mạch vừa không tồn tại linh tài hoặc là yêu thú đặc thù, lại có rất ít người vãng lai, quả thực rất thích hợp cho hắn bế quan tu luyện. Thân hình Hàn Lập nhanh chóng đáp xuống một chỗ bí mật trên sơn phong. Ngũ chỉ bay múa phóng ra đạo đạo kiếm khí, thoáng chốc đã đào khoét một mảng vách núi thành sơn động, sau đó điêu khắc tỉ mỉ thêm một chút, lập tức đã tu kiến xong một tòa động phủ. Thủ pháp của Hàn Lập không hề chậm lại, hắn liên tiếp bố trí, phân bổ tầng tầng lớp lớp cấm chế khắp mọi nơi, bao phủ trọn vẹn tòa động phủ mới hình thành và khu vực sơn mạch phụ cận trong bán kính hơn 10 dặm. Sau khi đã cảm thấy cấm chế của mình đủ kiên cố, hắn mới hài lòng dừng tay. Những cấm chế này đều ẩn chứa các loại lực lượng pháp tắc ngay cả tồn tại đại la xâm phạm, cũng có thể ngăn cản một hai. Lam đạo hiểu, ta sắp bế quan tu luyện một thời gian. Người cũng tạm thời ở đây nghỉ ngơi tính dưỡng đi. Hàn lập phân phó Lam Nhan một tiếng. Được, Lam Nhan hơi trần chờ nhưng cũng gật đầu đồng ý. Hàn lập gật đầu, không nói hai lời, xoay người tiến vào mật thất. Lam Nhan đứng lặng hồi lâu nhìn theo bóng lưng Hàn lập, rồi cũng đi vào một gian phòng khoanh chân đả tọa. Sau khi vào trong mật thất, hai tay Hàn lập khẽ động, không gian xung quanh hắn liền hiện ra một tầng cấm chế đỏ thấm, bảo hộ nơi này cực kỳ chặt chẽ. Hắn lại vung tay lên một lần nữa, một luồng ngân diễm bay vọt ra từ trong tay áo và lơ lửng trước mặt hắn, đúng là tinh viêm đồng tử. Tuy hỏa diễm quanh người tinh viêm đồng tử chủ yếu vẫn là màu ngân bạch, nhưng đã có một bộ phận hỏa diễm chuyển hóa thành màu trắng, ba động hỏa diễm pháp tắc từ thể nội tỏa ra đã mạnh mẽ hơn trước đây không ít. Hàn lập thấy thế cũng có chút vui mừng mấy năm qua tinh viêm hỏa điều một mực âm thầm tế luyện hỏa châu màu trắng nọ thực lực xem ra lại tăng tiến một chút